tâm ăn a cơ ta dành tơ tật tu sát cha đặng đăng bập bơ thà này dê bà rì sa và mạch chê phạm thiên phật ngầm ngồi khẩn khoản phật nhận lời nhân trần nhị hai việc làm mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngày giờ chân sanh thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhôm kiều trận như được em hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Và con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô tát xà pha ga quá tô a ra hà tô sấm ma sấm bút tát xà nam mô tát xà pha ga quá tô a ra hà tô sấm ma sấm bút tát xà nam mô tát xà pha ga quá tô a ra hà tô sấm ma sấm bút tát xà nam mô bích thà giá kinh bạch chư tôn nghe giả kính thưa chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng hỷ và quy nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô bích thà giá. Dạ sa thú lành thai, chúng con nghe âm thanh ngài rất là rõ bạch ngài, con thấy trong đạo tràng cũng nghe âm thanh ngài rõ. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chát để ngài giảng giải những câu hỏi quý vị cho Nhật Quỳnh được học ạ. Dạ con chưa có thấy bàn tay cũng như chưa thấy câu chết chắc. Dạ cháu xin hỏi một câu. Dạ Nhật Quỳnh mời đạo tràng ngang. Dạ Nhật Quỳnh hỏi rồi quý vị có thể đưa bàn tay và có thể chết chắc lên. Dạ kính chào Quỳnh Thánh Pháp. Quỳnh Thánh Pháp về vào đạo tràng. Dạ bạch ngài một hôm không có nghe một gì đó giảng là một lời hứa của Phật tử chỉ có giá trị trong 3 tháng thôi. Thí dụ con hứa dân y đi, nhà thí dụ như con hứa dân y chùa Ngọc Đạt đi, thì nó có chỉ có hiệu quả trong 3 tháng, mà sau sau 3 tháng đó mà mình sắp tới cái cuộc dân y nữa, thì giống như là cái vị trụ trì chùa đó phải phải xác chứng lại cái lời người Phật tử coi có phải còn giữ được cái lời hứa không. Nhưng mà con thì thực tế con thấy ở ở Việt Nam thường những có những cái chùa sinh tới 5 năm 10 năm mới được dân y, thì như vậy là cái chỗ nào đúng theo cái mà y giáo lời của Đức Phật bạch ngài, con cung thỉnh ngài chỉ dạy giùm cho con. Nam mô Bụt Sa Di Đà. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị, không có chỗ nào nó mà có giá trị 3 tháng hết á. Mà điều mình khi mình nguyện được dân y trong kỳ này thì nó nhớ kể từ ngày mà ông sư ra hạ cho tới ngày thứ 30 mà thôi, phải không làm đó là sao đó chùa đâu có giờ dân y được nữa. Nên năm nay thì bữa nay là ngày 13 tây, tức ngày 18 tây là chấm dứt lễ dân y, là người nào nguyện xin dân y trong hạ này thì phải làm cho trước ngày 18 tây này.
ngày 18 đây là ngày cuối cùng đó. Chứ không có chỗ nào ấn định 3 tháng 4 tháng ấy đó. Còn khi mình nguyện là có nhiều chùa nó đông, thành ra năm nào cũng được, thì mình không có muốn hùng với người ta thì mình nguyện xin được thọ năm khác à. Thì ở Việt Nam chúng tôi không có rõ, nhưng mà ở bên Thái có nhiều chùa 30 40 năm, thì mình muốn được được làm một lễ dân y đó. Thật sự là không cần thiết, bởi vì quý vị không làm được chú lễ thì mình hùng nghĩ người ta cũng đỡ khó đâu, mất gì mình chắc gì mà mình sống tới năm tới không. Ở đây ai dám vỗ ngực nói là còn sống tới năm tới đâu, nói nghe coi. Thì có cơ hội này thì mình cứ làm đi ha. Thật sự ra đó, cái chủ lễ á, thường cái chủ lễ là ngày xưa nó có, là tại vì lý do đó là y nó hiếm, thành ra cái người nào có y ta xin làm chủ lễ. Nhưng cái điều quý vị nên biết, trong lễ dân y tất cả các y mà mang tới, y nội y ngoại gì đều mang tới đó, đều có khả năng là cái y để được ông sư ông chọn làm lễ dân y cả. Khi mà ông chọn cái đó rồi, còn phần còn lại thì gọi là, nghĩa là những cái body one của cà thiện, tức là những cái đầu phụ tùng. Anh nhớ chuyện đó, chứ không phải là mình nhất định là cái y này, bởi vì quý vị không có biết cái ông sư đó thuộc loại nào. Ông sư đó không thích mặc cái đồ, ví dụ như cái đồ cũ, đồ này cái đồ nọ, chợ không thích mặc cái mới, đồ này kem sùm. Nếu mà chưa tăng, ổng đủ điều kiện đi làm lễ dân y đó, thì ổng quyền lựa tất cả cái y nào được dân trong ngày đó, cái nào cũng được đó, nhớ chuyện đó ha. Chứ không có hẳn là ấy. Ngày xưa đó không có y nhiều vậy đó, thì người nào xin người đó phải mang y tới, bởi vì lý do là chỉ có một người có y thôi, mấy người khác không có, thành ra người ta mới chú trọng cái đó ha. Chứ thật sự lễ y đâu phải là đem y tới, có nhiều cái chùa bây giờ tại bên Thái á, mình đem sách giải tới rồi ông bác sư cũng ráng ông làm sao cho xong trong ngày hôm đó để ông làm lễ y ngay trước khi mặc trời mọc ngày hôm sau, thì đâu có bắt buộc gì là phải cái y đó đâu. Mình đem sách giải tới, nhiều khi sách giải nó không đủ, người ta đem 2 3 sách người sách vậy, thì ông sư cũng lấy tất cả đó ông cắt làm sao để thành mà thôi. Thành ra cái chuyện mà mấy chục năm đó là tại vì cái chùa đó đông, mà người ta có khuynh hướng là ta muốn làm chủ lễ, thì ở bên Thái nó cho cái người đó muốn làm chủ lễ thì tới người đó mang y tới, thì lấy cái đó thôi. Thành ra họ biết cái những cái chuyện đó, thành ra họ không có lựa y để mà làm ấy. Còn ví dụ như trong chùa đó có ông sư ông thích mặc y những cái mà gọi là băng sô cô la đó, y mà cũ y mà ấy rồi này kia bay màu rồi, chứ còn y mới ông không thích, thì ông quyền lựa bất cứ cái nào trong cái đám mà dân đó. Thì ông lựa ông lấy cái đó ông làm, rồi thì tất cả những cái còn lại đều là phụ tùng của lễ dân y nha. Đó, cái phụ tùng lễ dân y nó có nhiều chuyện lắm, từ cái mà không được chư ta không được ông sư mà chư tăng cho phép là người làm cái lễ đó đó, thì có thể những y khác đều là y phụ tùng hết, hoặc là tiền bạc hoặc là gạo gì mình mang tới đều là đồ phụ tùng hết đó, chứ không phải là ấy không. Bây giờ nó nhiều nó mới có trường hợp đó, nhưng mà tất cả cái y mà mang tới đó phải là đồ mới chứ đồ cũ cũng được. Để cho chúng ta nói đồ cũ cũng được, ví dụ như ở Mỹ là thấy thường lắm, làm gì có y nhiều đâu, rồi năm nay dân y còn dư mấy chục bộ đó, ông sư chùa đó ông đem cất trong kho, năm tới ông lấy ra cái người nào muốn có y đổi mấy chục vậy đó, mấy cái y đó không thể làm, không thể là cái y của lễ dân y được. Mình nhớ vậy, bởi vì là đồ cũ chứ không phải đồ mình để nghi, bởi vì mình không biết ông sư lựa cái nào thì tất cả phải là đồ mới hết đó, để ông sư ông lựa. Ví dụ chưa tăng chọn ông sư đó ra, thì ông sư đó ra ông thấy cái nào ông đụng tới cái nào đó, ông nói cái này để tôi làm để nghi, thì cái đó là dầu rằng không phải của thí chủ, của thí chủ phải chịu, bởi thí chủ có thể bắt buộc ông sư phải ông phải lấy cái y của tôi để làm lễ đó. Mình nhớ chuyện đó, dân y là chuyện của quý vị, nhưng mà nghi thức là của ông sư, quý vị cho đụng vô cái chuyện ông sư không có được. Anh nói quý vị nên tìm hiểu nghi cho để nghi cho nó đúng, để khi nào mình làm cho nó chắc chắn, chứ cần mình không hề tìm hiểu thì người ta biểu sao mình làm vậy, nhiều khi nó không có
có đúng mức cái lệ này. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời bạn trai quý vị. Dạ, mời những câu chết chát ạ. Kính mời đạo tràng, có điều chi thắc mắc thì kính xin đưa bạn trai của mình lên ạ. Dạ, bạch ngài. À, mời quý ngài. Dạ, Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, sẵn cô hỏi về dân y đó. Thì con thấy con mới thấy là bên Thái Lan á thì người ta hay có cái giống như là cái phong tục, cái văn hóa Thái Lan đó thưa sư, thì là những cái chùa nếu mà cái mùa lễ dân y á, người ta có thể người ta có những cái lá cờ thì giống như hình con cá sấu á, thì là báo cho mọi người biết là đã dân y rồi, hoặc là có cái hình nàng mách cha là thì là lễ dân y, là cái người người ta muốn được thân tướng đẹp, hoặc là có hình con rết là đã báo là có vị thí chủ rồi, hoặc là con rùa gì đó là nói là đã tổ chức dân y xong. Mà con thường con không có thấy những cái chùa Nam Tông hay là bên Việt Nam làm cái điều con chưa thấy, thì con không biết là bên Việt Nam mình có làm cái đó hay là mình có thể mình làm cái gì, những cái dấu hiệu mà mình để báo cho người ta biết là đã chùa này đã làm lễ dân y rồi hay là đã có thí chủ rồi hay không. Và con xin sư giảng giùm cho con điểm này. Và con xin dâng mic tới sư ạ. Nam mô Bụt Thà gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nó có một số cái phong tục của dân thiểu số nó bày cái vùng nào đó thôi, cái còn cái chuyện mà nghĩa là bên Thái đó mỗi một xã nó chỉ có một chùa thôi, thành là cái dân y là người ta biết hết đó. Trừ những cái chùa nào mà nó không có, họ không có lễ y, họ ở trong những rừng xa xôi này kia sùng đó, thì những thí chủ nào ở cái vùng đó là người ta biết. Là tại sao ta biết? Bởi vì họ ngoài đó họ đi vô vào trong quan cấp họ làm, rồi họ kêu gọi rủ bạn bè là đi về đó làm lễ nghi, thì họ mới có thể là biết một số cái chùa có thể là không có người dân y đó, thành ra rồi người ta làm lễ đó rồi có cái y dư mà y mới đó, trong cái chùa cái mình ta làm lễ nó không có rườm rà giống như là bên mình phải đi như Phật. Không có, cái đó là tùy theo, có chỗ đi như Phật, có chỗ mà đi như Phật. Ví dụ như bây giờ dễ hiểu đi, ông sư đó ông nhập hạ trong rừng, rồi mình biết ông sư đó ông nhập hạ rừng, tới cái ngày đó mình xách cái bộ y tế mình này, con dân cái này cho sư để làm lễ nghi, rồi đi đi nhiễu Phật, rồi ôm đi đội đi đi xung quanh chánh điện, đi chỗ nào người Phật tử chỉ làm vậy xong là kể như cái phước lễ dân nghi đầy đủ cho gì đó, rồi vị đó xách cái đó đi vô kiếm cái chùa nào ở gần đó đang có trụ tăng tối thiểu hơn năm gì đó, rồi nhờ người ta tụng tuyên ngôn rồi làm cái nghi thức, thì vậy là thôi. Chứ làm gì mà có những cái này cái nọ không ai biết ai đó. Bởi vì thật sự ra tới mùa dân y đó ở như Thái với Miến Điện đó, nghĩa là đừng có nói là mình phải xin trước là vậy đó. Đông thí dụ như bên Thái nó ba mươi mấy ngàn ngôi chùa, thành ra mình muốn chắc ăn thì mình phải xin xin trước. Có những cái chùa mình xin cũng được tại vì nó có cái list sẵn đó, thành ra mình tới đó mình muốn xin lễ nghi mình vô mình coi cái list đó, nó post sẵn lên đó, coi nếu mình muốn làm lễ nghi tới ngày nào mình mới được, chứ đâu phải giống như Việt Nam chùa chúng tôi không biết làm sao, chứ bên đó là có rất nhiều cái chuyện nó như vậy đó, chứ nó không có dễ như ấy mình nãy đâu ăn đó. Người ta xin trước hết á, nhiều khi xin trước cả mấy chục năm luôn chứ không phải ấy đó. Thành không có sợ cái đó, mấy cái đó bên Thái bên đồ đó, thành nó có những cái phong tục một cái của địa phương đó thôi, mà địa phương của Thái đó, nó có rất nhiều cái chúng sanh từ nhiều nơi tới, chứ không phải một hai đó bên Thái mà ở đó mình kiếm được cái chùa là mừng, cái mọi chợ đó mừng đi. Không bao giờ mà thường thường dân y rồi là mình, họ không nhận mình vô sinh họ cũng đã không nhận rồi, chứ ở đó mà từ từ xin trước đâu phải tới giờ mới xin đâu, thấy không? Nam mô Bụt Thà giá.
Dạ sa thú sa thú, dạ con xin tri ân sư. Dạ sẵn con tính hỏi thêm cái vấn đề này á, là thường á sư sư cái phước báu á mình nó có dễ mà dễ dễ dàng chia sẻ không? Chẳng hạn như một người người ta làm lễ dân y hoặc là trai tăng thì người ta có một cái thời gian chuẩn bị rất lâu rồi. Rồi khi người ta làm rồi đầy đủ sau đó người ta hoan hỷ, người ta có thể người ta chia sẻ để cho mình cảm thấy mình được hoan hỷ theo đó. Như vậy á, mình được coi hình coi ảnh rồi mình sa thú rồi vậy đó, mình có được cái phước báu gì không thưa sư? Dạ con xin sư giảng cho con điểm này. Dạ con xin nhân bích tới sư à. Nam mô Bố Tà, dạ kính bạch chư tôn mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra đó thì khi mình làm rồi mình có phước báo thì mình có quyền mình cho nói tới ai cũng được. Phước báo nó có hai chuyện để làm. Thứ nhất cho người chết và thứ hai cho người sống. Thì cho người sống nó có thể mình nói với họ để cho họ hoan hỷ, hoặc là khi mình làm rồi đó thì họ biết mình, họ tới họ nói họ hoan hỷ với mình thì mình cũng nghĩa là xả thú với họ để cho cái chuyện nó được suôn sẻ. Chứ cái đó là chuyện do cái người làm phước muốn cho hay không cho thôi. Nhưng mà nhiều khi đó mình phải biết cái người để mình cho, chứ không phải lại người sống á. Người chết thì thân nhân của mình thôi hoặc những người quen biết. Còn người sống á, tại sao mình phải biết mình mới nói? Cái thằng cha đó nó không thích cái bản mặt của mình. Rồi mình nói ngày hôm qua tôi mới làm lễ đi chùa của Ngài Trưởng Lão Trí Đức. Sao? Tôi nói cho anh biết anh quan hệ nó nhìn mình cái mặt này cũng biết làm để y thì thôi có lợi gì đâu, mà nếu mình có biết người mình mới mới sẵn sàng để thị cái phước báo đó mình mới nói với người ta đó. Mình nói để cho người ta quan hệ với cái phước báo của mình làm, chứ không phải ai cũng nghe người khác làm phước là quan hệ với phước báo của người ta đâu. Chuyện nó không có đơn giản giống như mình nghĩ đâu đó. Chứ đừng có nói quý vị mình đi về chuồng vậy, quý vị thấy dễ nhìn quan sát dễ biết lắm. Có những người ta đi vòng vòng cho tới khi nào thấy rồi xếp hàng làm dữ quá, người ta sẽ thấy mắc cỡ nó mới tới, người ta làm phước. Chứ còn nếu không người ta tới nó đi vòng vòng có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo xong rồi về, chứ người ta đâu có làm phước đâu. Vì thành ra mình muốn nói cho người ta biết để thể quá mình nói biết người đó họ có thích những cái chuyện mà người khác làm không, có thích cái thiện pháp người khác làm hay không, hay là muốn gặp ai nói cũng được. Còn người người chết thì mình cho đó là gọi hồi hướng phước báo để cho tất cả thân nhân thân bằng quyến thuộc của mình, thì chắc chắn họ ở cái cõi nào đó họ biết được rồi họ họ tới họ nhận rồi để họ xả thú thôi, chứ còn ngoài cái chuyện đó mình không có lo. Nam mô Bích Thầy. Dạ sa thú sa thú. Dạ con thấy có huynh Châu Phan muốn hỏi, nhưng mà sẵn cái ý thì con xin hỏi tiếp thêm á, là con có nghe cái bài pháp nói về cái sự mà bỏng sẻn mà chia sẻ pháp rồi đó thưa sư. Thì theo con thấy thì cũng 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 có vấn đề dân y thì Phật tử cũng có dành nhau, rồi đến khi mà giường hay là trai tăng gì đó thì lâu lâu nếu mà có những cái vị đặc biệt thì có nhiều người cũng đi làm phước, nhưng mà lén lút giấu giấu giếm giếm không muốn người nào biết, rồi muốn mình có không biết là có phải là muốn đầy đủ phước báu cho phần mình không, hay là nếu mà có nhiều người mà làm chung như vậy thì cái phước báu nó như thế nào thưa sư? Nếu mà bạn bè mình biết rồi mọi người làm chung hoan hỷ thì cái phước báu nó có tăng trưởng thêm hay không, hay là người ta giấu giếm một mình làm thôi thì cho bạn về phần mình. Dạ sư có thể giảng dùm cho con điểm này. Dạ con xin dâng mic tới sư ạ. Nam mô Bố Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó là tùy theo mỗi cá nhân, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm và sau khi làm thời gian lâu mình nhớ chuyện đó. Nếu mà nó hoàn hảo hết thì phước báo nhiều, mà nó không hoàn hảo là phước báo nó mà mất năng lực. Ví dụ trước khi làm, dù mình xin cái chùa đó một năm sau mình mới mới có tới ngày làm, thì trong vòng năm đó đó mình có
tìm hiểu về lễ nghi như thế nào để tới ngày mình làm nó không bị vướng cái này kia sùm đó, mình sẽ nghĩ tới cái chuyện đó, phước báo mình nghĩ với cái phước báo mình sẽ làm, và tới cái ngày làm đó cũng vậy, làm xong rồi sau đó cũng qua nghỉ, không có để ý tới những cái chuyện mà, bởi vì vô cộng đồng là nó phải có những cái chuyện rắc rối chứ, làm thế nào mà nói nó không có chuyện rắc rối không được đó. Rồi sau đó cái thời gian sau là mình làm gì, tức là sau đó là mình dùng cái lễ đó đó mình làm cái đề tài của niệm thí, giống như chúng ta nói nhiều lần trên room này đó, để làm thí là tức là tác ý trong bốn thời như vậy đó. Nếu nó hoàn hảo thì phước nó nhiều, và nó không hoàn hảo thì nó đi mất nhân lực tùy theo những cái điều kiện đó, chứ nó không phải lúc nào mình làm rồi là trong kinh thì nói phước vậy chưa chắc, là tại sao chưa chắc, trong kinh nói là cho có cái người biết cách làm có tác ý bốn thời ba thời hoặc bốn thời nó rất là hoàn hảo thì được cái phước tối đa, còn mình chưa chắc, bởi vì mình đa số dân nói phải nói với người Việt Nam đi chùa nhiều là chưa đâu có biết lễ dân y một cách chính xác đâu. Quý vị cứ ngồi nghĩ quý vị đi, quý vị có làm đâu, quý vị có biết lễ ngay cách chính xác như thế nào, hầu như là không có biết. Ta biểu đồ y thì đổi này nhiều khi đó tới ngày đó cũng vậy, cái biểu đồ y cái mình đâu có biết ngày lễ, ta hỏi ra để dân y cái mình thấy chùa có sẵn y y cũ y gì đó cái lại đó, xin mượn cái để đổi đi đó, nó sợ anh ta biết mình đồ dỗm làm mình đâu có tác ý gì đâu, thấy không, nó có những cái chuyện mình phải biết rõ ràng, học hỏi rõ ràng, làm thì có phước, mà không làm coi chừng nó bị suy theo những cái tác ý của mình đó. Thành nó có nhiều cái chuyện, bởi vì nội vô chùa mà mình giờ là làm lễ nghi rồi tự nhiên ngày đó có người nói rung tiền này ông kỳ với tôi xin trước mà sao ông không cho, chắc ông này ông gia nhất hà này dạo ông tôi đó mới được ông cho đấy, dù vậy mình nghe vậy là rồi mình đừng có nghĩ là cái phước mình nó hoàn toàn đâu, thấy không, nó nhiều chuyện lắm đó, thành ra phải học hỏi để cho biết đàng hoàng mình làm cái gì phải đúng đúng cách đúng thời và đầy đủ tác ý thì lúc đó mới mà phước báo nó nhiều, còn nếu không chưa chắc. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, xà thú, xà thú. Dạ, con xin tri ân sư. Dạ, tư sư con cũng có cái câu hỏi như thế này. Là thường, những cái con thấy là trong thường trong kinh đồ mô tả đó là những cái người mà có phước báu á, thì người ta thường sanh ra trong những cái gia đình giàu có đầy đủ những cái điều kiện vật chất, tài sản rồi như vậy đó. Nhưng mà theo con được biết á, những cái thống kê ở Mỹ á, thì khoảng gần 80% là những cái người mà triệu phú á, là do người ta tự thân người ta làm ăn để dành dụm mà có được. Thì như vậy cái vấn đề này về theo cái tinh thần Phật giáo thì mình hiểu như thế nào thưa sư? Sư có thể giảng giùm con điểm này và con xin dâng với tế sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, cái phước báo nó phát sanh được nó phải có cái nhân của nó, chứ mình không tạo cái nhân này cho ấy được, mình chỉ thấy có cái nhân hiện tại này là ông đó ông siêng năng cầm cù chăm chỉ lo làm việc để ông để dành tiền là vậy, nếu mà tiền nghiệp cái nghiệp trong quá khứ mà nó không tốt mình có rồi mình cũng chết, nó không mất chỗ này mất cái chỗ nọ chứ làm sao không mất được, nó mất được nó nhờ giữ là tại vì mình tạo phước đúng cách, mình tạo phước nó có năng lực, thành ra khi có mình mới giữ được đó, thành ra khi mình tạo phước đó, nhưng mà mình không có giống kỳ rồi chúng ta nói là 10 phương pháp tạo phước quý vị phải làm đủ vậy đó, thì quý vị có nó mới đàng hoàng, thì quý vị mới biết cách tạo phước thêm làm tiền, còn nếu không chưa chắc nha, anh nhớ chuyện đó, quý vị làm phước không mà quý vị không giữ giới đi thì cái tài sản quý vị có nhưng mà quý vị giữ không có được, tại vì nó không có cái gì mà hộ trì nó bảo vệ cho cái đó cả đó. Rồi quý vị làm phước mà quý vị không có nghe nghe kinh thiên pháp bởi những cái phương pháp về thiền này kia dùng, quý vị sao sanh làm người giàu mà ngu thì chúng cũng gạt hết thôi chứ có ở đâu, phải làm đúng người cái đó thì mình mới có khả năng mình giữ có giàu, thấy bây giờ có nhiều người cha đó mà nó giàu đó, tại vì nó có lẽ nó ở những cái xứ mà không không có giáo pháp Đức Phật dạy đúng cách đó, này nó giàu nhưng mà nó lấy cái tiền đó để nó đi làm bậy thì kiếp sau nó đừng nói kiếp sau kiếp này có thể mất mất trước khi mà tắt thở nữa đó,
đi làm bậy đi ủng hộ những cái tên mà phá đám, tới tên mà quá khích đồ này kia dùng đó, thấy không? Chứ nếu mà mình biết cách mình làm thì mình làm như thế nào, quý vị đọc trong kinh điển những cái chuyện của ngài, ông cấp cô đọc hay của bà quý quý sư khả, quý vị sẽ thấy ha. Bởi vì mình làm hứa là phải làm đủ có 10 chuyện vậy đó, mình không làm đủ 10 chuyện nó rất là nguy hiểm. Điển hình là cái bà hoàng hậu Mallika của vua bà sẽ nó đi đó ha. Bởi là phước vậy đó, nhưng mà chỉ có một lần nói dối ông chồng thôi, chết vẫn đi địa ngục như thường, dầu răng đi không lâu nhưng mà vẫn đi như thường, thấy không? Nên mình đừng có nghĩ là cái chuyện đó, ôi thấy nó giàu vậy là chắc kiếp trước nó làm này, em đó kiếp trước nó làm nó cho cái quả giàu, nhưng mà giữ được hay không hay là làm bậy trong kiếp này là chuyện khác đó. Thành là chỉ hưởng được một kiếp mà thôi, nếu mà vẫn đi làm bậy vậy thì chỉ hưởng một kiếp mà thôi, còn muốn hưởng được kiếp sau tiếp tục thì phải làm những cái thiện pháp tốt lành để được về về Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, cái vấn đề mà làm phước thì con thấy nó cũng có, nó còn rất nhiều cái chi tiết mà cần để tìm hiểu và học hỏi thêm á. Thì nhưng mà nếu mà một người ta cái quả mà làm cho phước báu, có những người con thấy ví dụ như là kêu gọi là mình làm phước, hoặc là nói là ô làm phước là tốt lắm như vậy đó, thì kêu gọi mọi người khác làm phước, nhưng mà bản thân người ta không có bỏ ra làm phước, giống như là cái ngoài đời mình nói là mượn đầu heo nấu cháo như vậy sư, hoặc là mình kêu gọi mà bản thân người ta không có làm, hay là như con có lần thì trong những lớp ví dụ pháp thì con nghe giảng là nếu mà hùng phước á, mà mình không có cái tác ý như vậy á, rồi ở đâu ai kêu đâu mình làm đó, thì có thể là cái quả là nó là người lạc vô nhân về những cái đời sau như vậy. Thì làm sao mình làm sư có thể chỉ cái cách mà làm phước như thế nào mà để cho nó được trong sạch thưa sư, và sư có thể giảng cho con thêm điểm này, và con xin dâng biết tới sư ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Mới nói rồi đó là trong thập phước thiện đó, từ bố thí trì giới tùy hỷ phước báo này kia đó, cải chánh tri kiến này kia đó, mình phải làm cả 10 vậy thì cái gì cái quả nó mới hoàn hảo. Còn nếu mình không làm, không học đủ 10 cách như 10 cái đó đó thì nó bị cái này mà nó bị trục trặc cái kia. Bởi vì mình bố thí để có tài sản nhưng mà mình không giữ giới thì mình sẽ làm gì đó. Mình không sanh được làm người thì mình giàu có tài sản mình cũng sao. Quý vị thấy bây giờ rất nhiều con mèo hay con, đừng nói gì đi, hồi xưa chúng ta ở bên Thái thì chúng ta thấy con cậu của nàng công chúa Thái Lan nó ăn thịt bò tới tết, trong khi mình đi trị bệnh bữa đói bữa no đó. Tức là kiếp trước nó bố thí nhiều hơn mình nhưng mà nó không giữ giới đó. Chứ đâu phải dễ đâu, bộ quý vị tưởng như vậy dễ à. Hoặc là ở Mỹ này cũng vậy đó, có những cái người mà nuôi một con thú, thì dù con mèo đi, khi mà chết rồi vẫn để lại tài sản cho nó, mà người nào nuôi thì được hưởng, thấy chưa? Quý vị đi làm đầu trắc mặt tối có đủ xài không? Tại kiếp trước mình keo kiệt bỏng sẻ niềm đáng chịu cho người ta tài đó. Rồi muốn biết như bố thí có bao nhiêu chuyện, chuyện thế nào đó, vô trung tâm hộ tông đó, ORG đó, đánh cái chữ tìm hiểu phước bố thí của ngài Pháp đó, ngài nói một chuyện vậy thôi nhưng mà làm những chuyện khác thì nó phải có những cái chi những cái giống vậy đó. Quyển tìm hiểu phước bố thí của ngài Pháp đó, đọc cho hiểu, chứ còn không mà mình đi làm rồi nhiều khi nó lấy chừng mà cái quả nó tới nó không trục trặc cái này nó không bị cái nọ đó. Rồi cái mình kêu mình đổ thừa rồi, xui rồi này kia ông chồng người đó tại đó tôi bị xui vậy đó, tại mình hết đó, đừng đổ thừa ai. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con xin kính tri ân sư. Dạ, con bây giờ con xin mời, hồi nãy con có thấy Huynh Châu Phan với lại cô Metta đưa bàn tay đó, thì con có thể mời Huynh Châu Phan và cô Metta
Thay phiên nhau đưa bàn tay trở lại nên đặt câu hỏi để sư giảng tiếp tục ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Con đảnh lễ ngài Liễu Tông như ngài Chí Đức và các chư thiền của Trung Trung, con đã hỏi cái tại lúc nãy con nghe một bây giờ con đặt câu hỏi này, là sư nói là ngài nói là khi mà dân y phải y mới thì mới là đúng, còn nếu mà y cũ mà sư nói là không đúng, mà nếu mà nói sư nói là sư y trong chùa năm rồi đem vô giờ đem ra là y cũ, sư có thể giải nghĩa con là y mới là mới thế nào, mới mai hay là sao, sư có thể giúp cho con hiểu vấn đề đó, mới là mới thế nào mà cũ là tại sao không có gọi là cũ được, sư nói cho con biết để con hiểu thêm cho sư, con có tri ân sư rất nhiều sư. Dạ con cảm ơn ngài nha. Nam mô Bổn Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Y mới là cái y đó, dầu rằng có nó mai cỡ nào lâu bao nhiêu không biết, nhưng mà chưa có người dùng nên nhớ chuyện đó, mà mình cũng chưa cho ai. Quý vị nên nhớ những cái y mà quý vị mang, thí dụ bây giờ thì ngày hôm nay chùa A nó có cái lễ dân y, quý vị mang y quý vị mới mua về, quý vị đi rồi quý vị tác bạch là dân y. Nên, dân y rồi cái để ông đóng đó, chùa đem cất, làm sao nó đem ra là chùa cái dân đó y đó đã có chủ, đã được dân rồi thì không thể làm lễ dân y được, thì lấy ra làm sao làm được, quý đã cho rồi mà, cho chùa là thuộc của tăng là làm sao được, phải không? Phải kiếm cái mới, cái chưa ai xài cũng được, bởi vì mình đem cho mình đi mượn cái đồ 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 mình mượn mình đem cho à. Mà nên nhớ cái này là cho tăng chứ không phải là cho một ông sư. Chuyện này chuyện lớn chứ đâu phải chuyện nhỏ. Thành ra y cũ mới ở đây đó được gọi là y mới, dầu rằng nó cũ đi nữa, tại sao chưa có người dùng, chưa chưa cho ai. Ví dụ như huynh mua cái y, huynh không có mặc, huynh tính làm tính đi tới chùa đi làm lễ nghi gì đó, nhưng mà bị bạn bị gì quên quy cách đó mà không có cho ai đó, ha. Rồi năm tới đem ra làm được, nhưng mà quy những cái y mà đem tới chùa rồi đó là mình đã tác bạch dân rồi, tức là mình đưa cho nó là có chủ khác rồi, chứ làm sao được gọi là y mới được, mà nói y chưa người dùng cho được, mình tác bạch vậy rồi mà mình cho chưa tăng rồi, thành ra những cái y đó xài không có được. Nam mô Bích Thạ Giá. Làm sao? Dạ con gia đình con có ba bốn người đang nói hỏi gì vậy? Nếu mà như vậy là y mới, tại con tụi con đến chùa con thấy chưa ta chùa đem ra để con thỉnh dân y như vậy á, là con đâu biết cái y đó là hồi trước hay là có người đâu chứ, vậy là con phải đi mua từ ở bên Thái Lan đem về hay là sao, sư giải thích chứ, hầu hết là chùa ở bên Houston này hay là mấy chỗ khác là con thấy là y là mấy đứa em con nói là y đã hồi trước năm rồi, như sư nói là y cũ phải không sư, vậy sư có thể dạy con giờ con muốn mua y mới là phải mua từ đâu, chứ nếu mà chùa hầu hết là ở Mỹ là đều là y của chùa chưa có ai mặc, nhưng mà năm rồi đó, như sư nói là tụi con đem ra bây giờ đem vô trở lại như là không hợp lệ, sư giải thích con giúp cho con với anh em con biết gì để con cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn, Giá Kính Thưa Chư Quý Vị. Bây giờ dễ ổn chứ có ở đâu, ở ở Houston nó cũng có cái nó gọi là cái khu vực người Thái ở đó, nó bán thiếu gì, cái đó là chắc chắn là không phải là đồ cũ rồi. Còn ở trong chùa mà quý vị thấy đó, ví dụ chùa có ba ba bốn sư năm sư đi cho nó đủ tăng đi, bây giờ dân 20-30 cái y mấy ông xài đâu hết, thì ông kêu ông cất rồi làm tới cái ra xếp lại vậy đó, đưa ra rồi ai muốn đổi thì xếp đổi đi, cái đó là không có được, cái đó là cũ, được gọi y cũ dần này chứ ai dùng cũng gọi là gọi y cũ rồi đó. Nó quý vị muốn dân đó nghĩa là không cần tâm ý gì đó, một cái y nội cái y gì cũng được đó, nhưng mà ra mấy cái tiệm cho chắc ăn. Không phải chúng tôi chỉ để quý vị giúp họ làm giàu chứ không phải mình muốn cái đó cho chắc ăn,
Còn nếu mà mình cảm thấy mình không có làm cái đó đó, gia đình hùng tiền để dâng cho chư tăng được, bởi vì tiền đó là dâng cho chư tăng chứ không phải dâng cho ai đó. Mà đa số những cái chùa mà họ làm đúng đó, cái tiền mà nó là dâng trong lễ nghi là họ để là họ xài cho chùa hết chứ không có chia cho mấy ông sư. Đó. Còn ở đây là có chia không mà chúng tôi không biết, chúng tôi không có để ý. Nhưng mà những cái chùa mà làm đúng mức, ông cả mà ông biết đó là mấy cái này là tại dân cho tăng, là ông bây giờ ông đem là ông chia cho ai xài đó, mà chỉ để xài tiền điện ra nước hay trồng tiền thế gì của chùa thôi, bởi vì cái để người ta dân cho tăng chứ không dân cho cá nhân ông nào đó. Nói quý vị nên ấy, còn không thì quý vị vô trong trong cái tạng luật của chư tăng đó, coi cái cà thi ná khảnh tất cả đó, đọc cái chuyện liên quan lễ dân y đó để cho nó rõ ràng, chứ còn mình thấy là làm sao mình làm vậy coi chừng nó quớt. Nam mô Bích Thà giá. Con thật là thành kính tri ân sư rất là nhiều. Cả đời con lần đầu tiên con nghe sư dạy. Giờ là từ đạp tới con phải đi tìm cái chỗ mà bán y ở trong mấy cái chỗ Thái Lan hay là chỗ nào. Con rất tri ân, mấy đứa em con cũng rất là tri ân ngài nha. Con chúc cho ngài được an vui và sư trí đức an vui. Dạ, con sao con rất cảm ơn ngài một lần nữa, trong tâm con rất cảm ơn ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liệu Tâm cùng chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, bạch ngài, con có một câu hỏi nho nhỏ, và xin ngài giải thích cho con. Là thí dụ một vị tỳ khưu mà trong mùa an cư kiết hạ vì lý do gì đó không có an cư được, thì như vậy có phạm giới luật của Đức Phật đặt ra hay không? Rồi khi mà một cái chùa nào đó mà đã có an cư kiết hạ rồi nhưng mà không vì điều kiện gì không làm lễ dân y được, thì cũng có phạm giới luật gì không? Dạ, con xin ngài giải thích cho con ạ. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái chuyện mà không làm lễ nghi nó không có gì mà phạm hết á. Đức Phật không có cấm. Tại vì có nhiều cái chùa đó ở cái nơi mà mình gọi khỉ ho cò gái đó, nhiều khi chưa Phật tử không có biết, thành ra không có ai là lễ nghi, mà nên nhớ lễ nghi đó là ông sư lên tiếng không có được, nhớ chuyện đó. Giờ ông sư lên tiếng nói xa nói gần để cho biết chùa tôi chưa ai làm lễ nghi đó, mình đang làm lễ nghi không có được, thành ra người ta không có làm lễ nghi là vậy. Vì không ai biết cái chùa, không ai biết, hoặc ở một mình đó, ông sư ở một mình không ai biết cái gì, họ không có dân y là không có làm đó. Còn cái chuyện mà ông sư cũng nhập hạ mà ông bị đức hạ đức độ đó, thì cái ông đó lại lại không được, dầu rằng có người đem y tới dân mà ông giữ cũng không được, chứ đừng đó mà ông ở đó ông nhận y, bởi vì ông đã đức hạ rồi. Đức hạ hoặc là nhập hạ sau, hoặc từ nhập hạ trước là đúng 3 tháng, tức là từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9 tính theo lịch Tàu đó, chứ tính theo lịch của Ấn Độ thì nó xê xích nhau có tháng. Thành ra nếu mà hành hạ đúng thì người ta mới ấy. Đừng nói gì ở bên Thái, bên Điện, ngay cả ở bên Mỹ này nhiều chùa họ đâu có nhận làm lễ nghi, bởi vì họ thấy cái đó làm mà nó không có trong sạch thì họ không tham. Cái thứ hai nữa đó, y giờ đâu phải giống như y xưa nhiều khi mặt năm nó hư rách hết người ta mới cần cái y mới đó. Chứ còn bây giờ y mặt 3 năm chưa có thấm tháp gì hết đó. Nên nếu mà không có ai tình nguyện thì họ không có làm. Quý vị cứ tưởng bộ không làm không được à, không làm cái gì đâu, cái gì đâu không được. Nhiều khi ông ở trong rừng, ông có nhiều khi ông ở cả bao nhiêu năm chưa bao giờ ông biết lễ nghi là gì đâu, ở rừng mình không thôi.
Đó, mà người ta không biết, người ta không đem tới tây dân, chứ đem tới dân thì phải phải mang y tới xuống thành phố để tìm cái chùa nào có đủ tăng, có sẽ cái giới si ma nữa để tụng lễ dân y của mình, nó mất công nhiều chuyện. Thành ra đến khe còn mà người ta không biết, người ta không dân chắc ăn nhất đó. Chứ không có gì đó. Thành ra nhiều khi mấy ông sư đâu ở rừng tu kêu đó phước ông còn nhiều hơn cơ lễ dân y nó chở đó. Đấy không, ở ngoài này phước không nhiều ra cần để y được có những cái chuyện như vậy vậy thôi, vì nên nhớ chuyện đó. Thành ra nên nhớ coi chùa nào đúng mức, giống như cô kỳ này cô làm chủ lễ không cần có mặt ở trong cái lễ đó cũng được, nói bởi vì khi mình dâng rồi đó là kể như có phước đầy đủ rồi, còn chuyện ông sư ông làm thế nào là chuyện của ổng, ổng mời chư tăng tới tụng cái gì gì đó để cho cái lễ này nó thành tựu, cái đó là chuyện của ổng. Bởi thành tựu đúng mức thì cái ổng ổng được năm cái quả của cái lễ dân y đó, còn nếu mà không đúng thì ổng không có quả đó. Còn cái người dân đó khi mà nói cho tăng là con xin đại lễ dân y hay đưa y hay là đưa những cái tịnh tài để làm lễ nghi, vậy là có đầy đủ phước báo của lễ dân y rồi, nguyện là vừa nguyện để phước báo này để giúp cho gì đây gì đó, chứ đừng có nghĩ chi cho nó xa xôi. Tôi kể ông sư ở rừng là ông làm đâu mà ông đi tới lui, chúng tôi đã từng cái hạ thứ thứ sáu chúng tôi là chúng tôi ở trong rừng với một vị nữa, vị rủ là nhập hạ trong rừng vậy đó. À, rồi tới tới chừng ra cái cũng có người biết mà đem tới một một quê dân, thì tôi với ông cái sách cái đi kiếm cái chùa nào gần đó để nhờ họ tụng tuyên ngôn để làm lễ nghi chỉ vậy thôi, còn thí chủ nó đâu có họ đâu cần đi đeo đâu đó. Bởi vì cái chuyện dân y là chuyện của cận sinh nam nữ, nhưng mà cái tăng sự là của chư tăng, có cận sinh nam nữ là không có cũng thành chứ làm sao không thành được. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, bây giờ xin nhường mic lại cho huynh Châu Phan nha. Dạ, em cảm ơn chị Meta. Cho ngài ơi, cho con hỏi thêm một câu nữa là mỗi một một năm á, cha mẹ con mất á, con tụi con nhớ anh em con đến chùa Thái Lan á, mua bộ y ở chùa Thái Lan dân y á, để cho đến dân chư tăng á, thì cái đó theo theo ngài á, ngài có thể giúp con không? Hiểu, tại tụi con nghĩ là dân y cũng như là con hồi hướng đến phước báo của cha mẹ con, mà cái ngày của cha mẹ con mất á, tụi con đến chùa mua cái bộ y, thì cái y đó là cũng như là tôi nói là nãy tôi nói là y đó là y cũ rồi, vậy là con phải mua chỗ khác hay là cái y đó vẫn hợp lệ, mặc dù là đó là không phải là dân y của Katina, mà cái ngày ba mẹ con mất á, tụi con mua lấy cái y của chùa á, người ta đưa cho con trả tiền lại, cái như vậy nó có hợp lệ một phần nào trong cái vụ mà cúng dường chư tăng ngày hôm đó không ạ? À, con cảm ơn ngài rất là nhiều ạ. À, con lắng nghe. Nam mô Bụt Thầy giả kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nếu mà không phải là cái lễ nghi thì cái chuyện nó không quan trọng, quan trọng lễ cái lễ y làm để nghi là cái chuyện đâu nó mới là chuyện đáng nói. Còn quý vị vô quý vị xin thỉnh là cái đó là quý vị rồi dâng cho ai đó cái chuyện đó để cho mấy sự có y mặc, cái đó không có liên quan tới dân y đó không sao. Nếu cái thứ hai đó thường thường người quá giảng đó làm phước lúc nào là hồi hướng lúc đó, đừng có nghĩ tới 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 cái ngày mà họ họ chết rồi mới làm. Chúng tôi nói nhiều lần tại huynh không vô trong room này huynh không có nghe, bây giờ mỗi một năm mình làm phước một lần, tức là mỗi một năm mình cho ăn cơm lần 364 ngày kia, cái người mà quá giảng họ 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 lấy gì họ dùng, giống như huynh đó, huynh ăn ngày nào huynh cũng ăn, bữa nào cũng ăn đói không, thì mình làm bất cứ cái phước gì mình cũng đều nghĩ tới mình hồi hướng phước, dùng cái câu của ngài của vua Bình Sa đó thì đăng nô nha thì năng hổ tụ xu người ta hổ tụ nha tại vô đó, mình nghĩ tới người đó rồi mình hồi hướng cái phước báo mình đã làm cho người đó, chứ không phải đợi tới một năm làm một lần. Làm lần này, thật sự ra đó mình ở dưới này đó 2 ngày 3 ngày mình ăn lần mình đã đói gần bá thở rồi, chứ nếu con cháu mà, thì mình nằm vợ chỗ trên giường một năm nó đem đoàn tới cho ăn lời chửi nó thục chỉnh à, phải không?
Làm cái gì cho làm cho nó đúng để cho cái người quá giảng là nhận được cái phần phước báo đó. Có thể người ta cần, có thể người ta không cần cái đó mình không biết. Những cái nhiệm vụ của mình còn ở lại là phải làm thường xuyên. Đó. Không cần làm nhiều. Ví dụ như bây giờ mình ngày nào đó mình đem một phần ăn tới mình dâng cho chùa trong sương nào đó, rồi mình đợi, nghĩ tới cái người quá giảng, tới người cha bố mẹ đó, đọc câu y đăng nô nha tinh năng hổ tụ sư đa hổ tụ nhã tại vô. Nếu cái gì đó ở cái nơi mà có thể nhận được cái đó là họ về họ nhận rồi, trừ phi họ sanh về cõi ăn vui cõi cao quá hoặc là đi sâu quá thì họ không nhận được thôi. Đó. Phải làm như vậy chứ còn mình cứ nghĩ theo cái từ xưa nay xưa bài nay làm đúng trật gì cũng cần biết, nhưng năm mới cho ăn lần rất rất là phi lý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Trả lời câu hỏi của Quỳnh Châu Phan. Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. À, cũng rất là cảm ơn câu hỏi của chị Meta, của thiền vụ, của Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, rất là tri ân quý vị. Dạ, con thấy câu hỏi của Minh Tấn. Dạ, con xin phép được đọc ạ. Dạ bạch ngài, cho con Nhật Quỳnh đọc hơi sửa chút nha, mà Minh Tấn nghe nếu mà sai thì chỉ cho Nhật Quỳnh nha, cho Nhật Quỳnh nếu mà đọc đúng câu này Nhật Quỳnh không hiểu. Dạ bạch ngài, cho con hỏi hỏi dùm cho người bạn, người Phật tử thành tựu tam quy có phước báo gì không ạ? À, dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá. Kinh bạch chư tôn hay giả, kinh thưa chư quý vị, làm đúng cách thì phước báo phát sanh, còn nhiều hết là tùy theo nhiều chuyện nữa. Chứ không phải là nên nhớ là mỗi ngày phải nghĩ tới cái chuyện mà mình thành tựu tam quy thưa, với cái điều mà ông sư ông cho mình thọ đó. Mình phải suy nghĩ tới những cái đó, những cái chi pháp đó thì mỗi ngày mình suy nghĩ để mình tạo phước báo. Còn nếu mình lấy cái bằng gì đó, cái bằng họ cho quy y về treo lên ngồi dòm quạng có phước báo vậy đó. Phước báo là gì? Là những cái thiện pháp phát sanh trong cái não của mình đó. Cái đó mới là phước báo. Chứ còn mình một ngày, cái ngày mà mình được thọ tam quy ngũ giới rồi kìa, nó có phước báo một chút xíu thôi, rồi cái mình về mình quên mất mình từng ấy rồi, làm sao có phước báo được nhiều. Đó. Mỗi ngày buổi sáng mình phải, ít nhất là mình phải xin tự xin thọ tam quy phước báo trước tôn tượng của Đức Phật, rồi mình tụng kinh lễ bái Đức Phật, lễ bái giáo pháp, lễ bái chư tăng, tối thiểu bao nhiêu đó để vào cái thời gian mình tụng về cái tâm mình là thiện pháp thì cái đó là phước báo, nhân cho tới phước báo. Còn nếu mà không làm mà mình treo thôi cho bao nhiêu năm thì cũng vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú, con thấy Minh Tấn đã sa thú chị ân ngài rồi. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bằng tay quý vị, mời những câu chết chắc ạ. À, xin mời quý vị đưa bàn tay của mình lên để có thể trực tiếp hỏi ngài, còn nếu không thì có thể chích chát ạ. Dạ cho con chưa có thấy bàn tay, con cũng chưa thấy câu chích chát. Dạ con xin trả lời cái về cái vụ lễ gia nghi. Dạ lúc nãy con nghe ngài trả lời Vinh Châu Phan thì con mới đầu con nghe con rất là hiểu lầm, là lý do là thí dụ như cả đi chùa Thái Lan. Dạ có lần thì con cũng có đi với Vinh Châu Phan đi tới cái chùa Thái Lan, thì mình tới đó rồi con thấy là ở chùa bán y hoặc bán thứ vật dụng,
Dạ, rồi mình mua, rồi mình dâng lại cho, dâng đến chư tăng, rồi rồi thì những người Phật tử đó, những người hộ pháp đó, người ta chắc có lẽ là đem cất đi rồi lần khác lại bán tiếp. Dạ, thì nếu mà như ngài nói những cái y đó mà nó là y cũ thì thật sự con không hiểu. Nhưng mà khi lúc nãy ngài nói là những cái y đó thì dân tới dân lui thì được, còn chính thức thì bị mới. Dạ, con đồng ý cái điều này. Nhưng mà ngài nói là một y mặc mấy năm chưa rách, con thấy điều này nó không đúng với bạch ngài. Tại vì bản thân con thấy và nghe luôn, một bộ y mà dân mà coi như là chưa được năm y ngoài thì không trách, nhưng mà trách y nội bạch ngài. Thành ra ví dụ như khi mà mình dân y thì đương nhiên tụi con mà dân y thì tụi con mua y mới rồi. Chứ còn những cái bộ mà thường thì dân đại y chứ không không có dân một cái y bên trái hay là một cái y nội như ngài thường nói. Tôi dân là dân đại y, và thường thí chủ dân là dân đại y. Thì như vậy những bộ đại y này thì ít có khi mà đưa qua đưa lại. Còn có một vị Phật tử nhắn tin với con là thí dụ như giờ y mà có những cái vị sư, ví dụ như ở Việt Nam đây, con thấy ví dụ Việt Nam đây, là ở chùa thì khi mà nhập hạ 4 vị, 5 vị, 6 vị gì đó, thì khi mà Phật tử người ta đội y người ta cúng dường thì đem vào thì chia tứ sự và y áo, coi như chia hết, chia làm 5, làm 7 như vậy. Thì có những vị gom lại rồi đem về cho chư tăng. Nhưng mà có những vị thì cũng nhiều quá, cũng không có làm hết, thì lại đưa lại cho một vị Phật tử nào đó thì cho người ta có thể mà bán cho những người mà Phật tử ta vào ta những ngày giỗ đó ta mua để ta cúng, thì coi như cái vị Phật tử đó sẽ đưa ra cái giá. Ví dụ như thì thật sự mình đi mua y mới là 50 ngàn đi, ví dụ vậy. Nhưng mà khi những cái y đó thì chỉ có 30, 50 thôi, 20 thôi, ví dụ vậy, để lấy giờ gọi là có, để có cái đồng tiền đó thì đưa cho chư tăng mà sử dụng cái tứ vật dụng là y xe, đi xe cộ hoặc mua thuốc men này kia. Thì mình có thể gọi y đó là y cũ không bạch ngài. Và ngài nói rõ giùm cho tụi con hiểu được là đó là mình khi mà mình dâng rồi mình dâng lại thì được, nhưng mà cái mà bộ y chính thức đó, thì là phải mua y mới. Thì con kính ngài, ngài chỉ dạy cho con rõ hơn một chút á. Dạ, con kính nhân bích đến ngài, tự mẫn chạy trước nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch Chư Tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, cô Nhật Quỳnh nghe chưa nói kỹ nè. Mình lấy cái bộ tam y đó mình dâng, mình nói là cái này là y chánh của lễ nghi, cái đó nó không có đúng. Tất cả những y mà được mang tới đó, đội đi vòng quanh đó, tại sao chúng tôi nói phải là y mới? Là tại vì tùy theo cái ông sư mà ông nhận y. Quý vị quan một đống trước mặt ông sư rồi, chư tăng hỏi cái vị nào có y rách, cái gì nào gì đó, ông đó không đủ điều kiện, nhưng mà ông đó chưa chắc ông thích y mới, là nhớ chuyện đó. Ông thích y cũ, không phải cũ là dùng rồi, nhưng mà y cũ là nó mai theo cái lối mà cái lối mai của bên Thái đó, là có những y để dành cho người ở rừng á, ông sư ở rừng á, lâm tăng á, thì mình nhìn nó ấy lắm, nhưng mà nó vẫn là đồ mới. Thì ông thấy cái y đó đã giống như cái điều kiện của ông là ông mới lấy cái y đó ông làm cái y chánh của lễ dân y, thành ra dân đồ cũ không có được, chứ không có gì đó. Chứ đâu phải là cái y mà mình đội nó đội y chánh tam y đó rồi ông sư đó ông phải lấy cái đó ông làm lễ đi, không có điều kiện, không có cái đó. Tất cả những y mà được mang vào trong ngày đó, tam y cũng có, một y dây trái cũng có, y nội có, y ổng thích cái ổng cần cái nào thì ổng chỉ lấy một cái đó mà thôi. Mà trong tất cả các loại y để trước mặt ổng á,
chứ đâu phải ông lấy cái ý chánh đâu. Thành ra nếu mà trong đó có những cái ý đó là khi mà ông nguyện cái đó là không thành, bởi vì khi mà quý vị vô, trước khi quý vị để cái y xuống trong đó, quý vị tắc bạch đàng hoàng mà, tắc bạch lễ dân y đàng hoàng mà, thành ra cái y nào cũng có thể làm cái y là của lễ dân y cả, là tùy theo cái ông đó, cái ông được chọn đó, ông đủ điều kiện để làm lễ y đó, ông thích những cái loại y đó, y giống như y cũ nhưng không phải, mới cũng mới mới đều hôm mai cái kiểu vậy đó, mai loại giải nó vậy đó, để quý vị làm sao. Còn cái chuyện mà quý vị vô không có, quý vị vô chùa đó, quý vị phải mua đi dâng cho mấy ông sư đó ông cần có thể y rách đi, ông cần cái y đó thì quý vị dâng cái đó cũng được không sao, bởi vì ông đâu có phải là cái lễ y của lễ dân y đâu mà nó có điều kiện, bởi vì y của lễ dân y mà trong những cái y đó mà mình lấy cái mình lấy của nghĩa là mình chùa đem ra cho mình đi đó, cái y đó quý vị đã dâng cho người khác rồi, quý vị tác bạch dân mà nó cái y đó đó. Thành ra đa số một số cái chùa Việt Nam đó là cái y nào làm lễ nghi là họ để riêng, để chi, để cho đừng có dính vào những cái trường hợp như vậy, nhưng cái đó là không có đúng, theo cái lễ nghi là không có đúng, bởi vì đó lễ nghi là tùy theo cái ông đó chứ không phải là tùy cái theo cái bộ y. Thành ra quý vị nhớ đó. Đó. Nó nói để cho quý vị nào chưa có hiểu lễ nghi là nên nhớ vậy đó, tất cả cái mình đội lên đầu dầu rằng chỉ là miếng y nội thôi, nhưng mà nếu ông sư đó ông chỉ cần cái y nội, ông có thể lấy cái đó ông làm nhau, ông không có lấy cái bộ tâm y kia đâu, thành nó phải cẩn thận mấy cái đó. Ngày thường quý vị vô, quý vị không có gì vô chùa, quý vị xin tỉnh, bởi quý vị làm gì cũng được đó, nhưng mà khi đã nói lễ dân y rồi nó phải special hơn những cái khác, bởi vì cái phước báo khác, nó cẩn thận mấy cái đó. Nam mô Bích Thầy á. Tự mẫn cho nhục mình chút xíu nha. Dạ sa thủ con thành kính tri ân ngài. Dạ thì ngài nói vậy con đã hiểu rồi. Cái trường hợp đặc biệt thì có những vị thì nhận những cái y khi mà đi vô mình tắc bạch ngày cái ngày lễ dân y, nhưng mà con thấy con thường của Việt Nam ở đây thì con ít có được đi, con chỉ đi chùa Pháp Luân thôi. Hiện ở chùa ở Việt Nam thì con đi rất là nhiều, dạ như là một tháng dân y là con gần như là đi hết, mỗi ngày mỗi mỗi chùa. Thì con thường thấy là những vị mà làm thí chủ, ví dụ như con đi, con làm thí chủ ở chùa Ngọc Đạt đi, thì tới chiều lại thì con mới đem bộ y đến, con mua bộ y mới xong rồi con giặt này kia nọ, con ủi đâu đó đàng hoàng rồi con bắt đầu mới mới là tối lại hoặc sáng sớm ngày sau con mới đem đến, thì coi như để cái y đó lên mâm, và chúng con đi nhiều Phật rồi thì xung quanh con thì cũng có những vị người ta cũng đổi y, nhưng mà y thường thôi, còn cái y mà của thí chủ thì được trang hoàng đàng hoàng, trong mâm rồi đàng hoàng rồi hoa rồi này kia, thì khi thí chủ đội lên tắc bạch thì để xuống thì coi như mới là lấy cái y đó. Nên khi con nghe ngài nói là nếu mà y mà đi mà như vậy thành ra y cũ, thành ra con thấy đó lạ, con hỏi, con không ngờ đây có những vị sư lấy những y khác, vậy con tri ân ngài và con đã hiểu rồi, con kính nhân mình nè, mời tự mẫn nha, con và con rất là tri ân ngài. Dạ Nam Mô Bức Thầy giá. Dạ cảm ơn sinh nhật Quỳnh. Dạ tự mẫn con thành kính cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Ngài Liễu Tông, quý cô tu nữ và quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ. Dạ con kính chúc sức khỏe với Ngài. Bên Ngài con có hình như hai câu hỏi, bạch Ngài Quan Hỷ.
giảng giải cho con là tại vì như con cũng như Xích Nhật Quỳnh vậy đó, có nhiều cái con thật sự là con không biết. Bữa nay con nghe ngài nói như vậy thì con mới nhỏ lẻ ra. Thì ví dụ có một cái vị Phật tử đó ở phương xa bạch ngài, ở Tây U gì đó không biết, nhưng mà cái vị đó đi lên trên trên bát Google đó tìm hết trơn những cái địa chỉ của các cái chùa Nam Tông, thì cái vị đó mới cũng như là phát tâm cúng dường những kỳ lễ cũng như là dân y hoặc là những ngày lễ tam hợp đồ đó bạch ngài. Thì cái vị đó đó có gửi tịnh tài đến cái vị trụ trì của cái chùa, của các cái chùa ở bên Việt Nam bạch ngài nói chung vậy đó. Dạ. Thì cái vị đó cúng dường cho các chùa đó nhưng mà hoàn toàn là nặc danh, không có để tên đó bạch ngài. Nhưng mà vị đó có để cái nhắn cái lời tin là nhắn cái tin nhắn là cúng cho cái gì đó bạch ngài. Thì con hỏi bạch ngài đó như vậy thì cái vị đó có đủ cái phước báo hoặc là hay là bị phạm vô cái lỗi gì mà nếu, tại vì con nghe quý sư giảng, quý sư có nói là nếu mà cúng dường như vậy ra thì phải cái bằng cúng dường như vậy là phải chia phước đều hết, là phải dân phước hồi hướng này kia kia nọ, chứ không thôi như vậy thì có phải cái vị đó lọt vào cái tánh tham không bạch ngài? Có nghĩa là mình, tại vì cái vị đó không có bi với cái group nào hết á. Independent có nghĩa là họ có bao nhiêu, họ dân bao nhiêu đó bạch ngài. Đó là một câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai đó là con thấy là, mà con hình như con cũng vô cái trường hợp đó cũng lâu lắm rồi. Cũng như cái vị Phật Phật tử ở dưới quê ở bên con á, bên Việt Nam cũng nghèo lắm, nhưng mà họ cũng rất là sùng tín vấn đề mà chùa Nam Tông. Thì khi nghe cúng dường này kia kia nọ nhưng mà rất tiếc, nghèo lắm hết ngày, cứ đi dây tiền lúa, nhưng mà mượn tiền lúa trước á bạch ngài, cái gửi nói nhắn ở ngoài bên ở ngoài chợ nói thôi cho tôi mượn trước đi, quý vị ở trong chùa ứng trước đi, cái mấy cô nó được rồi, ứng trước ứng nhiêu cũng được hết, ứng rồi để năm tới họ đông lúa mùa này kia kia nọ họ trả. Thì con thấy như vậy thì nó có một cái gì đó, cái tội cái người này quá bạch ngài. Dạ, con thấy như vậy, mà nếu có nhiêu thì cũng nhiêu, không có thì thôi, chứ có gì đâu mà phải đi dây đi mượn ứng trước đi, rồi năm tới đông lúa trừ hoặc là này kia kia nọ. Mà khi người ta đông, khi người ta tính tiền thì một đống luôn, đâu có tiền trả bạch ngài. Đó là con có cái câu như vậy thôi, con dâng đến bạch ngài và quý đạo tràng, chia sẻ đến quý đạo tràng. Con xúc mít, con cảm ơn ngài chia sẻ cho tụi con biết. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa cho quý vị. Thường thường đó có những người mà tự làm cái đó, họ làm theo cái tác ý của họ, thì mình không có rõ tác ý họ như thế nào, là mình không có dám gây kiến đâu. Còn cái chuyện mà mình tới giờ mình làm phước mà mình mượn cái đó lại không có nên, bởi vì có tới 10 phương pháp tạo phước này, chứ không phải là 1-2 phương pháp. Mình không có tiền thì cái chuyện mà bố thí cho chùa đó thì mình không cần làm cũng được. Mình tới chùa mình dùng cái sức của mình để mình ví dụ như quét rác hay làm sạch sẽ rồi này kia chùa đó, cũng được chứ, phước phục vụ đó. Nó có tới 10 phương pháp tạo phước đó, chứ không phải là không có đâu mà mình đi mượn. Bây giờ mình mượn mình nói năm tới mình trả, ai bảo đảm mình còn đủ hơi thở tới năm tới mà trả.
mà nếu nửa chừng mà cái tâm mình nó lạng quạng vậy đó, để cái lậu căn tử chắc chắn là ác pháp rồi, mình đi xuống thôi, không nói thế nào, dầu rằng mình không có tác ý giật đi nó cũng đi xuống chứ làm sao đi lên. Thành ra cái chuyện mà không có tiền thì làm phước theo kiểu không có tiền đó, mình vô chùa mình không có cái gì dâng thì mình không cần dâng, mà mình chỉ phục vụ chùa cái quét rác quét này không nọ rồi, hoặc là xin thọ tam quy ngũ giới này kia thì cái phước tam quy ngũ giới không có được chứ có gì đâu, thấy không? Hoặc là xin hỏi một thời pháp ngắn như vậy gì sư nào đó giải thích cho mình để mình biết nên làm gì khi vô chùa, chứ còn cái chuyện mà mượn này mượn nọ thì cái đó là không có nên. Cái ông kia mà ông lấy cái đó ông làm này, mình không biết cái mục tiêu của ông là gì nên mình không thể đoán được để nói theo ý mình không có được. Anh đã xin không có trả lời câu hỏi liên quan đến người mà lấy địa chỉ của chùa rồi lại cúng dường, làm đúng thì hưởng mà làm trật thì cũng là nhận lãnh hậu quả như thường. Nam mô Bổn Thầy á. Thanh Hoàng ơi, trong trung chưa có nghe được âm thanh Thanh Hoàng. Thanh Hoàng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Thanh Hoàng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho một tín hiệu Nhật Quỳnh nhường mic ạ. Bây giờ Nhật Quỳnh nhường mic Thanh Hoàng nha. Dạ cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn Châu Phan. Dạ, mến chào Tâm Hương. Alo, alo. Dạ, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ ngài Liễu Tông ạ, con kính chào quý đạo hữu ạ. Con có một câu hỏi nhỏ về cái lễ dâng y, ví dụ một vị nào đó hoặc một người nào đó mà có tác ý dâng y 5A, 5B gì đó, nhưng lỡ may mà người ta bị mất trước cái đó thì cái lời hứa của người ta có bị cái nghiệp xấu không ạ? Thưa ngài, ngài chỉ giúp cho chúng con biết ạ. Con xin kính tri ân ngài ạ. Con xin xuống mic, con dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nguyện cái gì rồi quý vị làm được, cái tâm quý vị có hối hận hay không? Nhưng mà cái tâm hối hận thì nó là ác pháp thì mình nói là không có chuyện gì xảy ra thì không có được. Ừ. Là cái gì mình muốn chắc thì nên chắc. Ừ. Chúng tôi á, cái nói hồi xưa chùa Quận Nóng tôi ở đó, người ta xin làm lễ ngay tới 30 năm. Thì chúng tôi hỏi một cái vị đó, tôi hỏi có sao đủ sống bà mấy năm nữa đây làm trụ lễ nghi không, cái bà đó bà nói không có gì bảo đảm đó, không chừng ngày mai chết được chừng. Rồi sư mới hỏi là tại sao mà không có chỗ thì năm này không làm mà hùng đã làm mà để tới ba mấy năm nữa vậy. Bà nói không, thầy con nguyện lâu rồi mà con không có biết cái chùa này nó đông vậy là con nguyện, nhưng mà bây giờ đó bao nhiêu tài sản của con gửi nhà băng đầy tên cháu ngoại con là chỉ mà tới ngày nó mở ra lấy ra để mà làm cái chuyện đó thôi, thấy không? Người ta làm vậy đó ta bảo đảm cái tâm mình là không có bị hối hận, không có bị cái phiền não nó chung vô.
Bởi vì mình khi mình nguyện hay là mình cố ý mình muốn làm gì đó mình làm được đó. Cái nguy hiểm không phải là làm được hay không làm được, mà cái nguy hiểm cái ở cái, những cái tâm mình nó phát sinh đó, nó là ác pháp. Nó nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ đó. Bởi vì mà quý vị biết khi mà cái tâm mình nó phát sinh trong những cái tư tưởng mình trong lộ trình tâm đó, nó để lại cái nghiệp chứ không phải là nó không để lại gì. Mà cái nghiệp đó nó có thể nó hàng một hai ba tăng kỳ nó có vẫn có thể nó cho quả lại được như thường, chứ mình đừng có tưởng đâu vài bữa nó quên nó không thèm cho quả không có đâu. Đó. Thành ra nghiệp xấu hay nghiệp tốt vậy, nó theo mình lúc nào thì nó giật mình lúc đó thôi, thành ra làm cái gì cho nên cho nó chắc chút chứ không có dễ vui được. Ngay cả trong giáo pháp Đức Phật, tại sao ngài nói giỡn nó chơi ngài cũng cấm là sao? Quý vị nên nhớ đừng có nghĩ rằng cái chuyện nói giỡn nó chơi đó là hậu quả nó không có, bao giờ nó không có đó. Nên, khi một cái lời nói mình nói ra rồi nó có hai chuyện cho mình và cho người đó. Thành ra mình nói chuyện đó có lợi cho người. Ví dụ như mấy thường thường mấy vị bác sĩ hay làm, khi bệnh nhân hỏi gì thì nói để cho nó đừng có lo sợ đừng gì đó, có lợi cho người, nhưng mà nên nhớ cái chuyện mình nói vậy là có hại cho mình, chứ đừng tưởng là nó không có thua gì hết, không nên. Cái gì nên nhớ chuyện đó, thì cái chuyện này cũng vậy, cái nguyện làm gì hay mà hứa làm gì đó coi chừng, khi mà cái việc nó bất thành là cái tâm mình nó là ác pháp liền, thì nó kiếm chuyện với mình thôi chứ nó không kiếm chuyện dài cả. Nó cẩn thận, nó mua cái thầy giá. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Lưu Tông. Dạ, con có thêm một cái câu hỏi sẵn, có nhiều vị hỏi về cái lễ dân y đó thưa Sư. Thì con đi những cái chùa ở bên bên Mỹ đây á, thì nhiều khi là con cũng muốn, con không có rành về những cái luật lệ, những cái điều kiện của cái buổi lễ dân y, nhưng mà con đi tham dự với những cái tinh thần là người đi dự lễ đó thưa sư. Thì nhiều khi con giống như là mình đi làm phước rồi mình dẫn gia đình con cái đi tới để tham dự những buổi lễ để mình lấy được, bắt được những cái cảnh đẹp đó để mình được hoan hỷ đó. Và mình muốn cái chủ ý của con là nhiều khi muốn tạo cho con cái mình nó có cái sự hoan hỷ và nó biết những cái cảnh như vậy đó. Tại vì con đi thì con có nói chuyện với một số mấy người bạn thì người ta cũng chia sẻ là người ta đi với lại cha mẹ gia đình người ta từ nhỏ rồi, rồi cách bao nhiêu năm đó thì người ta quay lại, người ta cũng tìm những cái ngôi chùa Nam Tông người ta đi, người ta rất là hoan hỷ. Thì con cũng không có đặt nặng về cái vấn đề mà mình phải đi mua một cái bộ y giống như như vậy. Mình với cái tinh thần mà tham dự thì cũng như những cái chùa gọi là người ta tạo những cái điều kiện để mình làm phước đó, thì mình tới mình mua những cái bộ y đó rồi mình cũng đi nhiễu Phật. Nếu mà chùa nào mình ban admin đó, cái ban mà điều họp đó, người ta nói mình đi nhiễu Phật 3 vòng thì mình đi 3 vòng, mà đi 1 vòng thì mình đi 1 vòng. Cái vấn đề chính là mình hòa nhập vào cái hội chúng đó, thì như vậy để cho con cái mình nó tăng thêm cái niềm tin nơi Tam Bảo, như vậy là có tốt không sư, hay là phải mình tới mình tìm hiểu? Tại vì có một số vị con cũng biết là người ta lại coi là à, chỗ này làm không đúng cái chỗ này, tại sao đi 1 vòng. Thì rõ ràng cứ để ý thì nguyên cái ngày đó con thấy người ta không có được hoan hỷ, còn con thì con cứ
Nếu mà mình cứ vui vẻ mình tham gia cái hội chúng như vậy đó thì có tốt không thưa sư? Sư có thể giảng cho con thêm để con hiểu rõ về vấn đề này, và con xin dâng mic thưa sư ạ. Nam mô Bố Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình tới những cái nơi đó nhất mình phải nghiên cứu để hiểu một số vấn đề. Thứ nhất là mình dẫn con nít đi. Nít đi thì nó nhận cái hiện trạng trước mắt nó. Rồi thường nó mình không có giải thích để cho anh hiểu. Nhiều khi nó về nó đọc sách đọc gì để nó coi cái đó là cái gì. Mà quý vị biết bây giờ không chắc thì nó ta tìm được cái nơi mà rõ ràng để nó hiểu được, nhiều cái nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ chứ không có gì đó gì là nhớ. Thành ra mấy mấy lúc này nếu quý vị ở Mỹ chuyện cái lộn nhau là cái vụ để dạy cho mấy đứa nhỏ một số cái chuyện người ta phản đối rồi nó là cái chuyện nó không nên như vậy. Dạ, ngân nít rồi này kia xong đó là quý vị thấy chuyện nó giống như là mình dẫn nó đi chùa mình không có đủ khả năng để giải thích nó, hoặc không mời sư này giải thích tại sao nó phải như vậy vậy đó. Thì rất nguy hiểm đối với nít thì khi mà nó có thắc mắc mà không được giải thích rõ ràng nó tự suy nghĩ thì cái đó nó không thể nào nó là chuyện tốt được. Thành ra nên tìm hiểu về một số vấn đề và không phải tìm hiểu để mình trở thành triết gia gì không không cần thiết, tìm hiểu để biết rằng trong đạo Phật nó có những cái chuyện như vậy Đức Phật dạy phải làm gì phải không làm gì xong đó thì mình giúp nó được nhiều hơn, nó có lợi hơn là mình không có làm gì cả đó. Thật sự ra khi mà mình đem con nít mình thả vào trường không làm gì cả thì đâu phải người nào là tốt nghiệp để làm giáo sư làm giảng sư là bậc thánh hết đâu, thấy không? Quên nước Mỹ giờ quên biết đó, nó kiện tụng nó la lối lùng xùm cái vụ mà dạy làm sao cho nít đó là vậy đó, nó nguy hiểm lắm chứ mấy. Bởi vì khi mà nó là một thế hệ hư là bao nhiêu thế hệ khác đi theo cái vết 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 hư đó. Thì mình cũng vậy, mình dẫn con cái mình đi nên cố gắng tìm hiểu một số chuyện liên quan tới đó. Dù mình đi tới đó cũng không cần tìm hiểu đâu xa đâu, mình thấy vậy mình vô mình hỏi ông sư nào có rảnh thì giờ cho sẽ giải thích cho những cái đó nhiều về về dạng ta giải thích được gì đâu đó. Hoặc là có những cái nào đúng cái nào không đúng thì chính cái vị sư đó cũng sẽ cho anh biết, nhưng mà tại sao họ làm thì dĩ nhiên là có một số cái chuyện mà sư bài nay làm mà không làm thì quần chúng nó không thèm tới, hay nó tẩy chay thì nó có nhiều người ta vẫn cố gắng sẽ cho mấy cái đó thêm vô một số cái tầng sự đó, thời bây giờ đó. Thành ra đó là những cái chuyện mà mình đã cẩn thận nha, đừng để coi cái đầu óc con nít mà nó thấy những cái chuyện đó rồi nó suy nghĩ theo cái chiều hướng của nó là rất là nguy hiểm. Nam mô Bố Tha giác. Dạ sa thú dạ con xin tri ân sư. Dạ đó cũng là một cái vấn đề mà tại lúc trước con cũng có dẫn đi rất là nhiều chùa thưa sư, giống như cái dạng mà đi hành hương đầu năm rồi người ta nói ra phải đi 10 chùa rồi như vậy đó. Thì con cũng bị kẹt cái đó, đến chừng mấy đứa nhỏ nó lớn lên nó cũng biết nói bập bẹ rồi nó chỉ những cái tượng này tượng nọ, nó hỏi con thì ông này màu xanh ông kia màu đỏ tại sao mình nói nó là đi chùa vui lắm mà nó tới nó thấy cái mặt dữ quá, rồi hỏi tên tuổi thì con không biết, rồi một số mấy cái bài kinh rồi đi ra đi vô đi vô đi ra gì đó đọc liên tục thì nó hỏi con cũng không có hiểu, con không có được học qua, con chỉ là nghe thôi cho nên con không có giải thích được, cho nên sau này thì con hạn chế bớt thì con mới dẫn đi thì mình hiểu tới đâu mình chỉ tới đó. Rồi những cái căn bản như vậy với những đứa con nít là mình chủ yếu mình cho nó bắt cái cảnh để nó tăng thêm cái niềm tin thôi đó thưa sư. Thì như vậy là tốt chưa, hay là mình phải bắt đầu mình cho nó học thêm những cái câu Pali căn bản, hoặc là nhờ vị sư giảng cho nó về ngũ giới rồi hiểu thêm về chi pháp của ngũ giới, như vậy mới mới tốt. Dạ con xin sư chỉ cho con thêm vào điểm này ạ. Con xin dâng bích tới sư ạ.
Nam mô Bố Thầy giá kinh Bạch Chư Tổ này giả kính thưa chủ gì thì dĩ nhiên là mình phải tìm hiểu một số căn bản vấn đề căn bản trong cái hệ thống mà chùa mình đi đó để mình phải giải thích cho nó chứ mình không giải thích đó. Nhiều khi nó không hỏi nhưng mà cái sự suy nghĩ của nó nung nấu cái sự suy nghĩ của nó làm cho đứa bé trở thành người tà kiến hồi nào không biết chứ không phải dễ đâu à. Nên cái mấy cái đó là phải cẩn thận lắm nên họ học hỏi một số căn bản cho biết ví dụ như vô tại sao phải thọ tam quyền ngũ giới thí dụ vậy thì mấy cái đó mình tới mình gặp mấy ông sư nè nếu mà cái chùa nào mà vị sư mà không giải thích được hay là cà lâm đó thì mình kiếm chùa khác mình đi đừng đi với chùa nữa đó là những cái căn bản nhất nha. Thì những vị sư trong chùa đó đều có thể giải thích được và giúp cho mình thì khi nào rảnh rỗi nhà giờ rảnh rỗi thay vì mình để cho con cái mình nó chơi game nó mình giới hạn thì chơi game của nó thì mình nói một số chuyện mình hỏi nó đi thấy cái đó là ý kiến thì sao này game xong rồi mình mới giải thích để cho nó thay đổi cái chiều hướng suy nghĩ của nó thì nó vẫn tốt hơn chứ chứ làm sao không tốt không được ngăn còn nếu mà mình cứ kể nó muốn làm thì làm mình lo đi làm nuôi nó thôi mai mốt rồi nó trở lên nó hư cho mình lúc đó mình ngồi mình ôm mặt một đống một rầu rĩ bởi vì con nít mà khi mà nó bị nhuộm cái chuyện xấu rồi đó bởi vì nó nhớ con người nhiều gia đình nam tới chuyện xưa đó con nó đi học thấy nó rất ngoan này em sụp nó đụng một cái mới phát giác là nó theo mấy cái tên tào lao đó nó cho hít đó. Tới chừng phát giác để phải đưa nó đi cài đồ này kia em sụp rất là nguy hiểm chứ không phải không đâu. Thành ra mình làm những việc ấy vậy cần cho nó ấy bởi vì mình không có nhiều thời giờ mình coi nó thì mình phải lựa những thời giờ nào rảnh rỗi mình cho nó biết một số cái điều cho nó chính đáng đúng mức thì cái chuyện mà nó suy nghĩ tầm bậy bạ là nó theo bạn bè để nó đua đòi những cái đó nó bớt đi nhiều còn nếu không là tới chừng mình thoát giác ra được thì nó muộn rồi nó mua với thai giá. Dạ, sa thú, dạ con xin tri ân sư. Tại vì con thấy trong đạo tràng cũng chưa có ai đưa tay đó. Thì con cũng xin hỏi thêm nếu mà dạy con đồ này nọ đó thì có những lúc mình đi chùa thì mình có những cái đứa bạn nó nói nó, rõ ràng nó đi nó cũng chán, nó đi nó vì cha mẹ thôi. Thì con mới nói là nhiều khi nó đi là khỏi cần mình chỉ là đi là chỉ là có mặt thôi. Là cái sự hiện diện của nó đi chung với lại mình á, tới chùa với nhau nó có sự sự có mặt cho nhau thì là như vậy là đã tốt rồi. Cũng như nhiều khi mà nó đi những cái sinh hoạt của tụi trẻ đi cắm trại đồ nó như chơi những cái trò chơi của con nít đó thì con cũng đi theo, con cũng cho nó biết là nói là mình đi là để có mặt cho những cái cuộc vui của nó như vậy đó thì con thấy nó cũng rất là hoan hỷ. Thì nếu mà mình có nhiều cái chuyện mà mình đi chùa hay là mình vô một cái hội chúng nào đó thì cái sự có mặt đó, thì nó cũng rất là quan trọng. Mình chỉ cần là mình có mặt mà trong cái buổi đó cũng là góp ý hay là để mình không cần phải là nói gì hết. Nếu mà cái sự có mặt đó, nhiều khi là cũng tăng thêm cái phần con không như là giống như là cái người kia người ta có thể người ta cảm thấy nó an tâm hơn hoặc là mình có thể nói là tăng thêm cái niềm tin cho cái người đó theo cái hướng đó thì như vậy nó có được không thưa sư? Hay là mình đi chùa là phải cho đúng là phải đi tới phải đi vô chánh điện phải làm như thế này thế kia nhưng mà có lúc nó mình dẫn nó biểu nó vô nhưng mà ngay cái lúc đó nó chưa có được mới thức dậy nó chưa có vui vẻ thì là không có tốt hay là mình nói thôi con ngồi đây một chút xíu đi thì đúng cái thời đúng lúc mình chập nửa nó đi vô thì nó có vẻ nó hoan hỷ hơn thì như vậy sẽ lợi lạc hơn như vậy có được không thứ mình cứ uyển chuyển hay là lúc nào mình cũng phải là cứng nhắc như vậy và con xin sư giảng thêm cho con điểm này để con được biết thêm ạ. Con xin dâng bích tế sư. Nam mô Bố Thầy giá kính Bạch Chư Tổ này giá kính thưa chư quý vị nó một số con số đều căn bản là mình phải làm chứ mình nói vậy là không được
Ví dụ nó vô đây thì mình phải vô chùa thì phải biết cái chuyện thường thường được, sau này muốn trở thành Phật tử là phải có những cái chuyện vậy, dù sinh thọ tam nguy ngũ giới sẽ học những cái căn bản mà Đức Phật dạy này nọ đó hả? Để chi? Để cho nó vô nó có một cái mục tiêu để nó theo. Chứ còn không mà thường thường thực sự thấy mấy đơn nít mà tới chùa này đó, mình không có những cái chương trình vậy đó, nó vô nó ngồi ra cây okay, ngồi nó bấm đó. Thì đâu có tốt gì đâu. Thế rõ ràng mình tạo cơ hội nó để nó trở thành người tốt, mà rõ ràng mình tạo cho nó cái cơ hội để nó trở thành người xấu. Nghĩa ra ra tụng năm tụng bảy là nó bấm 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 là nhiều khi có cá độ nữa, rồi quánh lộn rồi này kia, chữ lộn này kia vô, thấy không, nít mà. Thành ra mình phải tự tự tạo cho mình cái căn bản để mình có thể mình giải thích nó trong những cái điều kiện như vậy. Ví dụ vô tới đây thì cái người mình đáng để ý để đảnh lễ trước là Đức Phật, giáo pháp của ngài và chúng tăng, thì dẫn nó vô chính điện để cho nó lại giải thích đó. Anh hiểu một số vấn đề liên quan tới cái này. Rồi sau đó, đó nếu mà có nó có cần hỏi hỏi nó muốn thắc mắc gì để tìm vị sư ra để giải thích đồ này kia đó, có nhiều chuyện đó, thì mình tập cho nó những cái đó cho nó quen, nó quen vô nó có việc làm. Chứ còn nếu không mà mình bắt nó đi chùa rồi mình vô mình lo mình ngồi mình nghe ông sư ngồi nghe ông sư giảng, thì nó buồn buồn nó lén lén lên có cây nó ngồi nó bấm như cái đâu, bây giờ đứa nào cho có máy, thấy không đó. Thành nó dùng cái theo nó phí cái thời giờ của nó làm hại cái não của nó luôn, chứ làm sao quý vị tưởng là bấm bấm ba cái game đi biết là nó không hại, vẫn hại như thường. Thành nó không nên dẫn nó tới những cái chỗ đó, thì phải tập cho nó một số điều kiện, mình cũng phải học số điều kiện để mình giải thích cho nó, chứ đừng nên để cho nó vô nó ngồi đó là nó bấm, không có nên, phí thì giờ mà nhiều khi nó còn hư rồi trở thành người không có được tốt. Nó mô bích thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ con còn kính để quý ngài còn có câu hỏi này bạch ngài. Bạch ngài mà như con cũng không có biết cái vấn đề gì mà phước trọn cái phước lành đó bạch ngài. Thí dụ còn có một hai vị đó, một cái vị Phật tử ở trong quê nghèo lắm đó bạch ngài, cũng như vợ chồng ta sống về mùa màng lúa đồ này kia kia nọ, nghèo lắm, rất là nghèo, nhưng mà rất là tín ngưỡng về vấn đề mà cái religion của người ta, vợ chồng rất là tin tưởng vấn đề mà cái niềm tin về chánh pháp. Thì mỗi lần mà ở chùa ở ngoài chợ đó, thì ở bên con ở bên Việt Nam thì chùa ở ngoài chợ thì có lễ lộc gì đó, thì hai vợ chồng này cũng bồng chóng đi một ngày trời mà đi xuồng đến cái chùa đó, thì thương lắm mặt ngày, cũng như tay cầm đâu được vài cá khô, được bó rau như hai ba nải chuối đó, xách tùm tùm dưới quê lên lên chùa đến dân quý sư. Còn một cái vị này cũng Phật tử nữa, nhưng mà vị này cũng giàu lắm, cũng cúng dường hộ độ cho Tam Bảo rất là nhiều. Mà vị này có nghĩa là cái job của vị này là buôn bán phần mềm không có bạch ngày, có nghĩa là buôn bán đất đai được không, với công phố phiếu không, dạ công trái phiếu như vậy đó bạch ngày. Cho nên cái vị này cúng dường chùa rất là Mạnh Thường Quân cũng như là đại gia, giàu lắm ngài ơi. Thì cái vị này có nói với quý sư ở chùa đó, quý ngài có cần gì vấn đề đất đai hay là xây dựng chùa chiền ở đất ở đâu thì nói cho con biết, con sẽ cho xây dựng thêm cái chùa, cho xây thêm Tam Bảo, và có thiếu những cái xe truck, những cái xe mà vận chuyển trong chùa, vận chuyển hành lý hàng hóa gì đó, con sẽ cúng chùa thêm vài chiếc xe.
Thì con hỏi bạch ngài, con một người giàu thì quá giàu, mà một người nghèo thì nghèo cũng khủng khiếp lắm. Như vậy thì hai cái phước này đó là có được cân bằng, có được có được mà đồng đều, hoặc là có được trọn cái phước lành của cái hai vị này không bạch ngài? Theo con nhìn thấy thì con không hiểu ra được, cho nên con hỏi ngài, ngài giảng cho tụi con biết. Nam mô Bụt Tha nhé. Nam mô Bụt Tha gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị, phước nhiều hay ít là do cái công việc làm của mình, tâm tư hay là tứ tư, tức trước khi làm, trong làm, sau khi làm, sau khi làm, thời gian lâu hơn mà mình nhớ được những cái chuyện đó để cái cho cái phước thiện nó phát sanh, cái đó mới là phước. Chứ còn mình đi tới mình nghĩ là mình có tiền rồi mình làm về, còn không có tiền thì cũng làm về đến thôi, tới chùa rồi mà thấy giống như là đi vô chùa để kiếm cơm nhà mắc cỡ này kia, cái đó nó không có đúng, làm thì nó không có đúng. Ở theo các nước theo Phật giáo truyền thống, quý vị đi làm hay đi làm gì không còn biết, mỗi một tuần nó có một cái ngày, ngày cũng sư là ngày giới đó, mỗi tuần tức là bên mình là tính mùng 1, mùng 8, rằm cái cuối tháng đó, thì cái ngày đó đó là giàu nghèo gì không biết đều phải vô từ sớm, mà mặt trời mọc vô rồi nó cho thọ tam quy và tám giới, còn người nào không thọ tám giới thì thọ ngũ giới. Rồi ông sư cũng sẽ có thời pháp, rồi có cái vị mà chuyên môn về thiền sẽ dạy cho tập những cái căn bản thì cho hiểu vậy đó. Đó. Người nào muốn ở lại luôn có buổi chiều thì ở, không ấy thì sao buổi cơm thì về, mà một tháng ít nhất có 4 ngày như vậy đó. Thành ra tại sao các nước đó, đó tự nó có đức tin là vậy đó, học được một số cái điều mà được ghi trong kinh điển và do ông sư ông truyền lại. Còn bên Việt Nam thì chúng tôi nói nhiều lần rồi chứ, người ta nghe người ta không thích, nhưng mà chúng tôi cũng nói là sao ngày xưa đó thì người Việt Nam vô chùa để cầu đạo, và bây giờ vô chùa chỉ cầu an cầu siêu thôi. Thành ra quý vị không tin thì cứ vô hỏi những người đi chùa lâu năm nhất, Đức Phật tên gì còn không biết chứ đừng nói là dạy cái gì, nó thật sự vậy đó. Thành ra mình đi chùa nó có lợi, tạo cái lợi ích cho mình, tức là tạo phước báo, rồi dựa dòng số điều kiện tối thiểu của họ tam quy ngũ giới, rồi nghe bài pháp ngắn nó vẫn tốt hơn là mình tới chùa mình đem đồ vô mình cúng rồi mình về không biết Đức Phật dạy gì, cũng biết mấy ông sư đấy làm gì. Mình cứ nghĩ là dân cúng vật thực hay là tịnh tài cho chùa là có phước, nó có phước nhưng phước nó yếu lắm, phước nó yếu lắm cho nên nó không có mạnh. Mình cúng trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, sau khi làm, thời gian nào mà mình mỗi lần mình nghĩ tới cái chuyện đó đó, mình cảm thấy con người mình nó đầy đủ, không có thiếu thốn gì về việc đó thì mình tiếp tục làm. Hay là có một số chuyện ông sư tôi thấy ông hồi xưa chưa có gì hết, bây giờ ông còn nói với mình nếu mà muốn thì cho chùa cái xe để chùa có cái phương tiện di chuyển này kia, ông xem lúc đó mình bực liền chứ làm sao mình không bực được, sao tại vì mình không có tạo phước một cách đầy đủ. Mà có những cái mà người ta thu thập được cái đó mình không biết, tới giờ mình thấy rồi mình hỏi người ta mình mới biết. Bên Thái đó vào những ngày rằm ngày vậy đó, có người họ đi vô họ xách theo bịch cát, hồi đó chúng tôi mới qua chúng tôi không biết, tại sao vô xách theo bịch cát mới hỏi. Chiều họ về chơi cái ra đứng gần cổng hỏi là họ để hỏi tại sao vô chùa mà xách theo bịch cát còn gì. Họ nói mỗi lần họ đi vô chùa đó rồi họ về đó, cái chân họ mang một số cát của chùa đi ra ngoài, thành ra bây giờ phải trả lại sợ mang tội. Nó thấy chưa, nó phải học được những cái chuyện như vậy. Mình không bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu. Thành ra đi mà đúng cách nó vẫn có phát sinh lợi ích cho mình được, còn mình đi không đúng cách nó không có phát sinh lợi ích gì hết. Đó. Thành ra rất là nhiêu khê cái chuyện ai vô chùa là đi chùa bao nhiêu năm mà không biết Đức Phật dạy gì. Chỉ cần ông sư ông hứa nha, khi nào có không khỏe lại đây ta cầu an cho, hoặc là có gì gia đình có người mất mát lại đây cầu siêu cho, nghe nói vậy đã rồi, đủ đã rồi. Mà không biết Đức Phật có dạy mấy cái đó hay không.
Đó là những cái cho thấy là mình vô mình làm gì chứ, mình đi chùa, chùa nào nó có căn bản đàng hoàng thì mình đi để mình học từ những cái cần học, còn nếu không có thì thôi mình đi kiếm điều khác. Thời bây giờ đó, nó giống như thời xưa, rất là dễ, không có chùa Việt Nam đi chùa Thái, chùa Miên, chùa Lào cũng được. Nó họ qua đây họ đều nói được tiếng Anh hết chứ không phải không, để mình tìm được cái lợi ích cho mình. Bởi vì cái lợi ích khi mình vô chùa mình tạo phước đúng mức rồi đó, cái phước đó nó sẽ cho quả nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải nó cho một lần. Vì là nhớ chuyện đó, nó làm gì làm cho nên làm cho đúng, làm để cho nó phát sinh lợi ích. Mình bỏ công bỏ của nhưng mà nhận lại được cái là cái nhân để kiếp sau mình có thể mình gặp được giáo pháp Đức Phật, hoặc kiếp sau mình sẽ phát sinh trí tuệ trong những cái điều mà Đức Phật đã dạy, thì cái đó mới đáng quý. Còn cái mình vô rồi mình có làm phước đến mấy bây giờ cũng vậy, mà mình không có tìm hiểu không học hỏi thì cái phước nó cho cái phước đó nó cho quả theo cái điều kiện mà mình làm, chứ đừng có nói nó cho hoài lúc nào nó cũng hết rồi nó hết được chứ. Bây giờ muốn muốn biết quý vị, muốn biết thì quý vị người Việt Nam nè, nhìn sau sau 30 tháng 4 năm 75 là gì, có nhiều người giàu nước rách, họ đổ tiền ra giấy 500 họ chọi quý vị cũng chết, nhưng mà vẫn đã bàn tay trắng đó. Mình đừng nghĩ mình tạo phước là nó ở với mình hoài, không có đâu. Nghĩa tới khi nào nghiệp ác nó theo kịp là mình trắng tay như thường. Thành ra làm gì nên suy nghĩ để làm cho nó đúng, thì mình sẽ có cơ hội để mình vươn lên. Gặp Phật được kiếp, gặp Phật cái giáo pháp ngày kiếp này mà kiếp sau mà không gặp được á, thì là mình biết là mình không có tạo phước đầy đủ, mà mình là người lỗ vốn chứ không ai lỗ vốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con đảnh lễ ngài Liễu Tâm. Dạ. Dạ bạch ngài lâu quá, con kính chúc sức khỏe ngài. Dạ bạch ngài cho con xin hỏi có cái câu hỏi này, là cũng có người hỏi con là nhưng mà con cũng chưa biết trả lời, con kính thỉnh ngài giúp con. Có người nói con á là nếu như á mà mình á làm được một cái lễ dân y á ngài. Cho nên chứ thí dụ có nhiều người người ta không có, người ta cũng kiếm, người ta kiếm tiền để người ta để kiếm tiền để mà làm cái lễ dân y, dân y Katina là được cái phước giống như bà Visakha, thì con nghĩ rằng là nếu như mà mình làm phước dân y Katina để mà được cái phước giống như bà Visakha thì con nghĩ là có đúng hay không à? Dạ mình như thế nào mới mới đúng? Dạ bạch ngài cho con xin nhường biết là ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa quý vị, không có gì bảo đảm cái chuyện đó xảy ra đó. Quý vị nên nhớ vào cái thời Đức Phật khi ngài cho cần sinh nam cần sinh nữ có đệ mi để làm được cái lễ đó, quý vị biết người nhận là ai? Đó. Những người nhận đó là toàn là bậc thánh, có Đức Phật làm tọa chủ nữa, thì cái phước nó mới tới cái mức độ giống như kinh điển giải thích. Còn bây giờ mình vừa làm trúng vừa làm trật, cái chùa tổ chức dân y đó, cho mình ra làm lễ nghi cũng chưa chắc đã hoàn toàn đúng nữa. Quý vị tới đó quan sát xong rồi về lật bờ thằng luật ra coi cái khảnh cà thị ná khảnh tất cả thì biết hàng có đúng hay không. Mà nếu mà nó vẫn có cái khuyết điểm thì làm sao cái phước mình nó nhiều vậy được. Ngay cả mình cái mình đã đi tờ, đi làm là thí dụ để vậy, mình vẫn có khuyết điểm như thường, mà mình muốn khi mình cái công việc mình có khuyết điểm mà mình muốn cho cái lễ của mình giúp cho mình được tròn đủ phước báo à, không có đâu quý vị.
quý vị ít nhất sống khoảng 1.000 năm đầu của Đức Phật, quý vị được làm lễ ngay thì phước lớn lao vô cùng. Chứ còn bây giờ ngay cả những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống thì nó vẫn có những cái mà nó nghĩa là được thiêu dệt sau này chứ không phải từ thời Đức Phật. Thời Đức Phật nó rất là đơn giản chứ nó không có giống như vậy. Quý vị nên nhớ một điều, Đức Phật dạy chúng ta có hai phần, thân giáo và khẩu giáo. Thường đó mình lật kinh điển ra mình đọc mình học hỏi, cái đó là khẩu giáo. Những cái thân giáo của mình, của Đức Phật mình không có theo. Tại sao chúng ta nói thân giáo của Phật mình không có theo? Bồ Tát sanh ra rồi đi hành để thành Phật, rồi đi niết bàn cụ sĩ na ra. Từ lúc sanh ra cho tới lúc đi về cụ sĩ ra, đi bộ chân đất, chân không, đạp đất, đầu không có rộng, không có dù che. Mà bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, ra khỏi chánh điện là dù là lọng, mình đâu nghe lời Đức Phật đâu. Đó. Rồi bây giờ mình nói mình muốn làm phước để có phước giống như cái lời Đức Phật đâu có được. Quý vị cứ nghĩ vậy đó, đúng không? Đó. Thành ra mình đầu tiên đó, chúng tôi nhắc lại nhiều lần cái chữ học là phải học. Mình muốn làm gì phải học. Học để làm cho đúng. Ngay cả muốn làm chủ lễ ngay cũng phải học. Lật tận lực ra, coi cái phần về cả thiên đá. Để học, rồi khi mình hạ thủ công phu nó mới đầy đủ cái điều kiện để cái phước báo phát sinh. Chứ mình không có làm. Đời sống ngày của Đức Phật như thế nào quý vị thấy rồi. Mà bây giờ thì Chư Tăng là đâu còn theo Đức Phật nữa đâu. Học thuộc dạy ba bằng kinh để nuôi mạng thôi. Rồi bây giờ quý vị dâng cho những cái vị nghĩa là sống trong thời mạt pháp này mà quý vị muốn có cái phước báo lớn vậy khó lắm quý vị. Thành ra bây giờ quý vị ráng học đi. Thì ít nhất làm nó còn có phước báo. Mình làm đúng cách mình có phước báo, còn không là chưa chắc. Nhớ chuyện đó. Và học rồi có những cái chuyện mà liên quan đến Đức Phật mình phải để ý để mình hành theo, giống như chúng tôi nói, cái nào là khẩu giáo thì mình theo, cái nào thân giáo mình cũng bắt chước làm theo ngài, thì cái đó nó mới có phước báo được. Chứ còn này làm không có theo ngài. Thành ra thầy mình mà mình còn không kính trọng, thầy dạy mình không làm theo, mình muốn có phước báo à, rất là khó khăn. Mà thưa quý vị, mùa của thầy dạ. Dạ, sa thủ thành thai, con thấy thành hoàng đã kính tri ân ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Dư Tôn Đức Như Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thanh Hoàng, cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Hồi nãy Như Quỳnh thấy có Quỳnh tu học Phật Pháp vào mà Như Quỳnh mắt lăng xăng, chắc Quỳnh buồn tình, không ai mời Quỳnh, Quỳnh chạy ra mục tiêu rồi. Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, đồng hồ của Nhật Quỳnh còn có hơn 10 phút nữa thôi quý vị. Kính mời bằng tay và mời những câu kết chát ạ. Dạ, kính mời đạo tràng. Gia Nhật Hà ơi, con câu hỏi không Gia Nhật Hà? Dạ, trong đạo tràng còn câu hỏi không? Từ Mẫn con câu hỏi không? Dạ. Dạ, cảm ơn chị Lá Mùa Xuân. Mời chị Lá Mùa Xuân nha. Dạ, con
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Kha giá. Con xin đảnh lễ, xin chú Đức, con xin đảnh lễ, xin Nguyễn Tông. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có câu hỏi là khi mà cái con có câu hỏi về cái nói chuyện phím đó thưa ngài. Thì ví khi mà mình gặp chư tăng mà mình hỏi những cái ngoài lề, ví dụ như hỏi thăm sức khỏe hay là hỏi thăm này nọ lọ chai được, thì cái không, mình không có hỏi liên quan tới pháp hoặc là mình hỏi rất là ít vậy đó thưa ngài. Thì con thì như vậy mà có gọi là nói chuyện phím không thưa ngài? Thì cái đó là không nên đúng không thưa ngài? Dạ con xin dâng mic cho ngài. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh và Chư Tâu Hoàng Giả Kinh Thưa Chư Chị, cái đó là nói lời vô ích không có nên. Nên là hỏi ông sư ông có khỏe không, thì nếu mà ông lấy thật tính pháp ra ông trả lời thì mình đâu có hiểu. Ông nói tứ đại ngũ quẩn này chưa có tan rã thì nó bởi vì nghe ông với ông sư thì ông tỉnh không nói gì kỳ, nói gì mà tứ đại ngũ quẩn này chưa tan rã là sao thế chưa? À, mà nói vậy thì quý vị không không nghe mà hãy nói tào lao thì quý vị vui, quý vị cười, còn ông sẽ đi phạm giới. À, thành ra thường thường đó, quý vị nên nhớ cái câu mà Đức Phật dạy đó, là khi gặp nhau nên nói lên những cái điều chân thật, bằng không nói được thì nên im lặng như bậc thánh, thấy không? Ngài như im lặng thôi, chứ còn phạm nhân mà nói thật sự phạm nhân bị im lặng có được. Thành ra chúng tôi hay kêu cái gì vô chùa nên gặp sư để móc túi là vậy đó. Tức là chuẩn bị cho mình một vài cái câu mà mình thắc mắc đó. Dạ thắc mắc để mình vô mình hỏi, gặp sư thì hỏi đi cho mình giải thích. Nó cho nó có đề tài cho nó được, nghĩa là người nghe người ta cũng không có thắc mắc gì. Lâu lâu vô gặp sư nói chuyện trên đại đất chi ví dụ vậy đó, thành ra một hai câu hỏi mình đọc cuốn sách thì mình ghi, mình không nhớ được mình ghi bỏ túi, vô gặp sư nhà ông giải thích thì mình có chuyện Phật pháp để đàm thoại, để khỏi phải nói những lời vô ích. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con xin tri ân ngài. Con có một câu hỏi nữa cũng liên quan đó, thưa ngài, là cư sĩ khi mà nói lời vô ích như vậy đó thưa ngài, thì khi cái người cư sĩ khi mà sống ở ngoài đời họ đi làm á, thường giống như tụi con á, thì đi làm thì cũng nói chuyện, nói những lời vô ích nhiều lắm, thì như vậy á, là tụi con như vậy thì có tạo nghiệp hay là phạm? Con biết là những cái đó thì con thì cái đó là mình không có sinh giới, nhưng mà cái đó thì mình có phạm vô cái điều luật gì hay không thưa ngài? Dạ con xin dâng mic cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hoàng Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó mình nói lời vô ích là kêu bằng lời nói, bốn cái lời nói sẽ không tốt lành cho cái tứ khẩu á. Thì mình nói vậy tức là tâm mình lúc đó thì nó ác pháp, chứ làm sao là thiện pháp được. Mà ác pháp thì chắc chắn trước sau thì cái quả của nó cũng là quả xấu thôi. Thành ra mình đừng tưởng đâu mà nói chuyện phím chuyện vô ích về đó là không có hại. Thưa quý vị vẫn có hại như thường, bởi vì cái lời nói mình mà nói ra người khác nghe mà họ quan hệ với cái điều mình nói thì cái đó là thiệt hại cho cả hai. Tức là mình nói cái lời vô ích đó, người nói thiệt hại, người nghe cũng thiệt hại. Còn dầu người nghe người nói xong rồi người nghe không chịu nghe, nói cái đó lời vô ích không nghe, thì ít nhất mình cũng tạo cho mình cái nhân xấu.
thì nó luôn luôn nó phải có sự thiệt hại, chứ làm sao nó có sự tai hại được. Nhưng mà những cái chuyện đó là chuyện nhỏ, thành ra khi mà tai hại là một vài kiếp sau nó có khả năng nó có cơ hội nó cho quả, thành ra con người ta vẫn dễ vui là như vậy, vẫn vui là như vậy. Thành ra quý vị học kinh Pháp Cú, cao kinh Pháp Cú thứ nhất thứ hai đó, phẩm song đối đã nói lên chuyện đó rồi, ý dẫn đầu các pháp nó. Thành ra khi cái ý mình nó tào lao thì các pháp, tức là các tâm sở theo, nó cũng tào lao theo. Mà nó tào lao thì cái quả nó cũng phải tào lao, chứ làm sao nó tào lao được. Thành ra cẩn thận, không nên nói những lời vô ích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con xin tri ân ngài. Ở đây có một câu hỏi con xin đọc luôn cho ngài trả lời. Câu hỏi của vị Tham Ma Nanda đa. Xin ngài giải thích cho con thế nào là thân đau tâm không đau. Dạ con xin dừng mic cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nghĩa là thân đau mà mình không có sự ngã chấp thì cái tâm nó vẫn bình thường. Thí dụ dễ hiểu, khi mình ngồi lâu nó tê, nếu cái tâm mình hành một số cái pháp mà mình có thể đối trị được nó đó, tức là tê chỉ biết đó là cái điều kiện của cái tâm nó không được thoải mái, thì cái thân nó không được thoải mái thì cái tâm mình nó đâu có đau theo. Còn bây giờ cái thân tê mà cái tâm mình không biết cách đó, thì nó thì cái thọ thọ cái thọ u nó phát sanh, thọ u nó phát sanh, hoặc là thọ khổ nó phát sanh. Hai cái thọ gọi là thọ khổ, là thân tức thọ khổ với thọ u là hai tâm sân đó. Thì khi nó phát sanh như vậy đó thì được gọi là thân đau mà tâm đau luôn. Còn nếu mà mình quán được những cái điều kiện làm cho mình đau đó, thì cái tâm lúc đó nó là thiện pháp, tức là thân đau mà tâm không đau. Đó. Mà vì nào thường thường thực tập chứ nó quen thuộc cái một số điều kiện gì đó, thì mới biết được, mới có được cái thân đau mà tâm không đau. Còn đa số đó, mình thân đau mà tâm nó còn đau, đau nhiều hơn nữa. Thọ khổ đã lâu rồi, tại sao cũng lâu nữa, lâu lâu ngọn nghĩ nghĩ lại nó đau từ sáng tới chiều luôn. Thành ra đang cố gắng học hành một số cái điều kiện để cái lúc mà thân nó có đau, tâm nó không có dính mắc vô cái sự đau đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ thầy, con thấy thầy Má Năng Đăng kính tri ân ngài rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ dạ còn có mấy phút nữa ha, có vị nào đưa bàn tay mình lên không ạ? Và có câu hỏi không? Chắc chắc đây năm cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ còn cho chót, con xin báo chót bạch ngài. Dạ bạch ngài, có người thì hỏi con thế này à, có hai cái cách trầm phước. Một là mình gặp việc gì nhỏ nhỏ mình cũng làm hết. Dạ, việc gì nhỏ nhỏ mình cũng làm hết. Nhưng có người thì không, việc nhỏ không làm. Chạy chừng nào mà ví dụ có việc thiên lớn, ví dụ như xây chùa hay đúc tượng hay là coi như làm chuyện rất lớn gì thì mới làm, còn chuyện nhỏ nhặt thì không làm. Bạch ngài, ngài chỉ giùm con. Một người Phật tử gọi là thuần viên thì việc lớn việc nhỏ gì mình cũng làm, nếu việc nhỏ đến tay mình thì mình cũng làm, mà việc lớn đến tay mình nếu mình có khả năng thì mình cũng làm. Như vậy hay là mình chỉ chọn một là làm việc nhỏ, hai là làm việc lớn? Con cũng thỉnh ngài chỉ dạy dùm cho con. Con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, việc lớn việc nhỏ không có quan trọng, quan trọng là nên làm thường xuyên. Khi hàng ngày đó mình nên tạo phước thường xuyên, dầu rằng phước lớn phước nhỏ gì cũng vậy. Thí dụ gặp ăn mày cũng nên làm phước, gặp ông sư
cũng nên làm phước, chứ không phải gặp ông sư làm phước nó có phước nhiều hơn cái gặp ông mày không làm phước. Cái chuyện đó là chuyện rất là thào lao. Lần trước hình như có ai hỏi ông Trung thì sư cũng thí dụ đó, mình bữa đó mình đem đồ ăn tới mình dâng cho ông sư, nhưng mình đi tới cổng chùa mình thấy có ông mày ngáp ngáp ngáp, có thể là không qua khỏi căn này đó, mà mình vẫn nhẫn tâm mình đem đồ ra mình dâng cho ông sư thì cái đó là không nên. Nếu giờ còn sớm mình có thể mình đi gì mình kiếm cái gì kịp đó, thì mình cũng nên cho cái phần mình đem tấn sư cho cái cho người mà ngáp ngáp, người mà ngáp ngáp đó, rồi mình đi mua thêm đồ để mình dâng cho ông sư à. Chứ còn nếu không đó, mình cứ nghĩ là cái phước lớn mình mới làm, vậy là mình ngó lơ mình đi vô mình dâng cho ông sư, xong mình đi ra mình thấy cái chiếc xe của nhà xác nó tới nó chở người đó đi, cái tâm quý vị như thế nào. Thành ra làm phước dựa vào số cái điều kiện của cái việc mình đang làm phước đó, không nên chấp là phải là ông sư thì phải là người có giới rồi này kia. Người không có giới nhưng nó vẫn có mạng sống như là cái chuyện mà mình nghĩ ra nó là người không có giới, người ăn mày ăn xin mà mình để cho nó thiệt mạng thì cái phước của mình là chắc chắn là không có rồi. Mà khi mình đi trở ra mình thấy nó ngáp ngáp vậy, xe nhà xác chở đi vậy đó, cái tâm mình chắc vui lắm. Mà nếu cái tâm mình không vui, cái tâm mình hối hận, tức là mình đã tạo thêm cái nghiệp ác nữa, ác pháp chứ làm sao không khỏi được. Thành ra nên cố gắng làm thường xuyên, nhỏ lớn gì cũng nên làm, chứ không có nên lựa. Bởi lựa mình sẽ mất những cái cơ hội rất là đáng quý. Nam mô Bích Thầy giá kinh Bạch Chiều Tàu Nguyện giả kinh thưa chỉ cần xin làm phần tử trong đạo tràng. Tất cả phước quả nó phát sinh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hài lòng nhân lành. Để tất cả chư tôn hiện giả cùng cư sinh năng sinh nữ trong đạo tràng này có cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bích Thầy giả, Nam mô Tham Mai giả, Nam mô Sẵn Kha giả, Nam mô Rất Tạ Nát Tạ Giá Xạ. Nhà cô Nhật Quỳnh nhờ sư tệ đức tụng kinh phúc chúc dùng. Nam mô Bích Thầy giả. Dạ sa thủ lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong râm thành kính tri ân ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi Phật pháp trong đạo tràng để chúng con học hiểu và có thể hành theo, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý vị đã cho những câu hỏi. Dạ con cung thỉnh đại đức tuệ đức cho con một tín hiệu ạ. Và những phước báo nào mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, chúng con thành tâm dâng đến chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tâm, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bồ Tát Mang Ghe Na Văn Đề Hằng Ba Đà Phạn Sơn Và Rùa Tát Mang Bồ Tát Yo Ca Li Tơ Đô Sơ Bồ Thơ Khả Ma Tu Tăng Ma Mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng thầm anh cha đức quý thăng và răng thầm mê dơ khá đi tơ đổ sơ thầm mơ khá mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vi thoát ta mang sẵn khê dơ khá đi tô đổ sơ sẵn khô khám mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang minh thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ đức từ bi phúc trước cái đạo tràng ạ. Dạ con kính dâng bích đến sư.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Bảo Đế Đức. Con tọa lâm cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư Tăng để phúc chúc phúc báo đến toàn thể đạo tràng. Tê thà lạ thà xuất khí ta quý ruồn hà bút thà xà xà nê á rô gà xuất khí ta hô thà xà hát sắp bê hì nhà ti phi. Cầu mong cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sitya Chanagatha Sikthama Tu Sikthama Tu Sikthama Tu Idang Phalang E Tasmin Ratanata Yasmin Sambasa Dana Che Taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Xa thu lành thai và đề quá ta sản ti vi ha đã qua xin này thù bề kha rê vô thi kha rê ta hình ta hình ta tham mà đa nê na pha quan tu vô chi ta sa thình ca rợn tê kha vi ha ra man đà lê thệ ra cha ma cha na qua ca cha pi kha vô sa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca cha ma cha đề sa ni ca ma cha ức sa ra sa pa na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha la vô cha